Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 7. Anh đánh người của Hùng Quốc thì sẽ bị bắt. Hầu tử hô lớn. Diệp Bắc Minh vỗ bả vai hầu tử, bảo anh ta yên tâm đi, mấy người Hùng Quốc không động nổi tôi đâu. Một luồng nội lực rót vào trong cơ thể hầu tử, khiến vết thương của anh ta chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Thật không, hầu tử ngây người. Diệp Bắc Minh cười nói, tôi lừa anh bao giờ chưa, còn có thể động được sao? Nấu mấy món ăn, chúng ta uống mấy ly, chờ người của Hùng Quốc đến. Được, được, được. Hầu tử kích động gật đầu. Nhanh chóng nấu mấy món ăn mang qua, mở thêm một bình rượu trắng. Hai người uống rượu và thảo luận chuyện quá khứ. Hầu tử càng nói càng hưng phấn. Diệp Bắc Minh hỏi, đúng rồi, không phải anh thi đỗ Đại học Trung Hải à, sao lại đi nướng thịt? Nụ cười hầu tử đọng lại. Uống liền một hơi hớp rượu trắng. Im lặng. Diệp Bắc Minh nhướng mày, sao vậy? Có phải xảy ra chuyện không? Không, không có, ánh mắt hầu tử có chút né tránh. Anh ta vì không muốn để Diệp Bắc Minh lo lắng, cưỡng ép nặn ra nụ cười, ai ya, anh Diệp, đừng lo mà. Sạp thịt nướng này của tôi khá ổn, muốn bày ra thì bày. Một ngày có thể kiếm được 300-400, cuộc sống tạm coi như làm ăn thuận lợi. Mẹ nó, bố anh làm việc vất vả nuôi anh đi học, mẹ anh làm trong nhà máy, một tháng kiếm được có hơn 2.000, Diệp Bắc Minh không nhịn được chửi thề, mười mấy năm đi học anh học cái gì. Sinh viên Đại học Trung Hải ở đây nướng thịt, có nhà không về. Con mẹ nó anh gọi cái này là làm ăn thuận lợi. Nếu như không phải anh em, sao có thể mắng như vậy? Anh Diệp, hầu tử mím môi, rất oan ức. Nước mắt đảo vòng quanh trong hốc mắt. Diệp Bắc Minh chìa tay, nắm bả vai hầu tử, có chuyện gì, nói, tôi làm chỗ dựa cho anh. Anh Diệp, hầu tử hoàn toàn không kiềm chế nổi nữa. Nói ra chuyện của mình. Sau khi hầu tử lên đại học, thành tích xuất sắc vượt trội. Năm thứ nhất thứ hai đại học đạt được học bổng, tiến vào hội sinh viên. Lên năm ba đại học đã trở thành danh nhân trong trường học. Khi đó còn yêu đương với hoa khôi của khoa, ba chữ Vương Khinh Hậu ở Đại học Trung Hải cũng xem như rạng rỡ một thời. Sau đó hầu tử mới biết, có một cậu cả nhà giàu theo đuổi bạn gái khi đó của anh ta. Cậu cả đó vốn không cần mạnh, cứ thế theo đuổi. Nhưng khi cậu cả nhà giàu đó biết được hoa khôi của khoa đồng ý hầu tử, làm bạn gái của anh ta thì lập tức nổi điên. Buổi tối hôm đó hắn tìm người đánh hầu tử phải nhập viện. Hầu tử không dám nói cho gia đình, sợ bố mẹ lo lắng. Nằm trong bệnh viện 3 tháng, sau khi xuất viện, anh ta lại nhận được xử phạt của nhà trường, nói anh ta nghỉ học không lý do, muốn hủy bỏ thành tích học tập của anh ta. Sắp lên năm tư đại học rồi, hầu tử nào chịu được giày vò như vậy? Khó khăn lắm mới học bù lại chương trình. Cậu cả đó lại đến tìm anh ta gây phiền phức, vụ oan cho hầu tử thi cuối kỳ ăn gian. Bạn gái của hầu tử cũng trong thời gian này đã nói cho hầu tử biết, cô ta và cậu cả kia đang chơi trò chủ tớ. Cậu cả đó đích thân hạ lệnh muốn cô ta và hầu tử ở bên nhau. Nếu không làm sao cô ta có thể để ý đến một tên nhà quê ở vùng đất nghèo xa xôi này. Khoảnh khắc đó khiến nhận thức tình yêu của hầu tử sụp đổ. Lòng như cho tàn. Sau đó, hai người thường xuyên ở khắp nơi trong trường học làm nhục hầu tử ngay trước mặt mọi người, buộc anh ta phải quỳ xuống, dập đầu, bò bốn chi trên đất giống chó. Hầu tử nhẫn nhục chịu đựng chỉ là để lấy được bằng tốt nghiệp. Nhưng ngày tốt nghiệp, nhà trường mới nói cho anh ta biết, thành tích của anh ta không hợp lệ, không có bằng tốt nghiệp. Hơn nữa không cho anh ta cơ hội học lại. Trực tiếp xóa bỏ học bạ của anh ta ở Đại học Trung Hải. Giờ phút này, bầu trời của hầu tử sụp đổ. Anh ta cũng chỉ là một người bình thường, dựa vào thân phận sinh viên của một trường đại học nổi tiếng mới có tương lai. Bây giờ cái gì cũng mất hết. Người phụ nữ đó, cô ta lừa dối tình cảm của tôi thừa nhận, là tôi quá ngu xuẩn. Bọn họ bảo tôi quỳ xuống, tôi cũng quỳ. Bảo tôi dập đầu nhận sai, tôi cũng làm. Bảo tôi không có tôn nghiêm học tiếng chó sủa, tôi cũng nhận. Tôi chỉ là một người bình thường, Vương Khinh Hậu tôi là một người rất bình thường thôi mà, tôi muốn sống tốt hơn một chút, muốn bố mẹ mình thoải mái hơn. Tại sao phải nhắm vào tôi? Tại sao chứ? Tôi làm gì sai? Hu hu hu, anh Diệp, bọn họ, hu hu hu, bắt nạt tôi. Dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì chứ? Hầu tử lớn tiếng gào thét, giống như mang bao nhiêu oán hận những năm nay phát tiết ra ngoài. Diệp Bắc Minh nghe xong những gì hầu tử đã trải qua, anh kích động muốn giết người. Anh em mình lại bị một trò chơi chủ tớ hủy hoại. Cậu cả kia là ai? Diệp Bắc Minh lạnh giọng hỏi. Hầu tử lắc đầu, anh Diệp, đừng hỏi nữa, nói ra tôi cũng dễ chịu hơn nhiều rồi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, nói. Hầu tử cầu xin Diệp Bắc Minh, anh Diệp, thật sự là đừng hỏi nữa, nhà bọn họ quá đáng sợ, tôi đã tìm hiểu qua rồi. Kiếp sau nữa, hay kiếp sau nữa nữa của Vương Khinh Hầu tôi cũng không phải đối thủ của nhà bọn họ. Con mẹ nó tôi cũng chỉ là một con chó. Gâu gâu gâu, ha 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 ha. Bốp! Diệp Bắc Minh giơ tay lên, giáng một cái tát vào mặt hầu tử, hầu tử. Anh phấn chấn lên một chút, đừng vứt bỏ tôn nghiêm. Anh Diệp, hu hu hu, hầu tử nằm trên bàn, khóc giống lên. Nhà họ Quân. Hắn là người của nhà họ Quân. Hắn tên Quân Vô Tà đó, ha ha ha, anh Diệp, Quân Vô Tà, anh biết không? Cậu cả đứng đầu Trung Hải, trường học đều sợ bọn họ, hầu tử tự giễu cười to. Cuối cùng Diệp Bắc Minh đã hiểu vì sao hầu tử lại như vậy. Nhà họ Quân quả đúng là nhân vật khổng lồ đối với người như hầu tử. Nhà họ Quân, ha ha, Diệp Bắc Minh cười. Anh vỗ vai hầu tử, đi, chúng ta đến nhà họ Quân. Cái gì? Hầu tử ngây người, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Diệp Bắc Minh, anh Diệp, anh. Tôi dẫn anh đi báo thù, Diệp Bắc Minh cười nói. Báo thù? Hầu tử còn tưởng rằng Diệp Bắc Minh uống say nói đùa. Anh ta buồn bã bật cười, anh Diệp, tối muộn rồi, báo thù gì chứ? Về thôi. Diệp Bắc Minh kéo tay anh ta, chậm rãi đứng dậy, báo thù không để qua đêm. Két! Đúng lúc này, tiếng phanh xa truyền tới. Mấy chiếc xe SUV đỗ ven đường, một đám nam nữ da trắng bước từ trên xe xuống. Diệp Bắc Minh liếc mắt nhìn sang, thu hết tu vi của bọn họ vào trong tầm mắt. Một đại tông sư, ba tông sư võ đạo, mười mấy võ giả cấp thiên. Bọn họ vừa xuống xe liền nhìn thấy đồng bọn của mình. Tứ chi bị cắt đứt, đau đớn kêu rên nằm trên đất. Thomas, Peter, là ai đánh hai người thành như vậy? Những người da trắng mặt biến sắc. Ác, quá độc ác, tay chân đều bị đánh gãy, xương đâm chảy máu thịt, máu tươi chảy ròng. Con lợn da vàng kia, chính là hắn, Thomas bò dậy, chật vật nhìn Diệp Bắc Minh. Tên đại tông sư da trắng sắc mặt lạnh lẽo, dẫn người bao vây. Cũng chẳng buồn hỏi, trực tiếp hạ lệnh, giết. Một tông sư võ đạo da trắng ra tay. Toàn thân đều là cơ bắp, còn mạnh hơn cả một con trâu. Một quyền đánh ra. Một quyền mang theo cuồng phong, không chút hạ thủ lưu tình đánh về phía ngực Diệp Bắc Minh. Nếu thực lực của Diệp Bắc Minh không bằng đối phương, một quyền này tất nhiên sẽ đánh chết anh. Tôi giữ lại một mạng cho đồng bọn các người đến còn chưa hỏi tình hình mà đã giết người rồi sao, ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng. Anh giơ tay nắm thành quyền. Bốp! Một tiếng vang cực lớn, tên tông sư võ đạo da trắng và Diệp Bắc Minh đối quyền với nhau. Cánh tay máu thịt mơ hồ. Lại nổ. Võ giả da trắng khác mặt đầy khiếp sợ nhìn sang. Ôi trời đất ơi! Sức mạnh quá khủng khiếp. Mẹ nó! Tông sư võ đạo da trắng kêu thảm thiết một tiếng, con lợn vàng đáng chết này. Đột nhiên, cánh tay còn lại của tông sư võ đạo da trắng chìa ra, đấm về phía đầu Diệp Bắc Minh. Trường phong ác liệt, mang theo tiếng phá không. Diệp Bắc Minh hời hợt giơ tay, nắm cổ tay hắn. Mày! Con người tông sư da trắng co rút lại. Một giây kế tiếp, tay Diệp Bắc Minh dùng sức lắc. Một tiếng giòn giã rắc rắc, cánh tay tông sư da trắng bị gãy, xương chọc thủng bắp thịt lộ ra ngoài. A! À, tiếng kêu thảm thiết như lợn bị làm thịt truyền tới. Diệp Bắc Minh nheo mắt, bây giờ ai mới là lợn? Thả hưu ra! Đáng chết! Mày là ai? Bọn tao là người của Hùng Quốc đến Long Quốc tham gia đại hội quân võ, sao mày dám? Mấy người Hùng Quốc liên tục mở miệng gào thét, uy hiếp Diệp Bắc Minh. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh chìa tay, đánh một quyền đánh vào ngực, hưu. Bốp! Hưu vốn không ngờ rằng Diệp Bắc Minh dám ra tay giết mình, hắn mặt đầy khiếp sợ bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất, chết! Mày! Mày thật sự dám giết người Hùng Quốc bọn tao?
Những võ giả Hùng Quốc kia sau khi nhìn thấy cảnh này liền có chút hoảng hốt. Diệp Bắc Minh chắp hai tay sau lưng, từng bước đi về phía bọn họ, nơi này là Long Quốc, người Hùng Quốc thì sao? Sắc mặt Đại Tông Sư Hùng Quốc kia nghiêm trọng, ngưng tụ ra chân khí, thanh niên Long Quốc này, mày tự tìm cái chết rồi. Chết cho tao. Diệp Bắc Minh đột nhiên nhảy lên, lập tức nhảy lên 30 mấy mét. Đám võ giả Hùng Quốc đều sợ ngây người. Cho dù là tông sư võ đạo cũng không nhảy được đến độ cao 30 mấy mét. Bốp! Trong ánh mắt chấn động của bọn họ, Diệp Bắc Minh rơi xuống. Xuất hiện trên đỉnh đầu Đại Tông Sư Hùng Quốc, một cước đạp tới. Đại Tông Sư Hùng Quốc giơ tay ngăn cản. Tiếng rắc rắc vang lên một tiếng, hai cánh tay hắn nổ tung. Phốc! Hai chân chịu một luồng lực lớn, đầu gối cong lại, quỳ xuống đất. Nền xi măng nổ tung. Đại Tông Sư da trắng cảm giác mình giống như bị một ngọn núi đè. Một giây kế tiếp. Bùm! Một cước của Diệp Bắc Minh rơi trên đầu hắn. Hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng chảy máu rồi chết. Một Đại Tông Sư Hùng Quốc cứ như vậy mà chết. Những người Hùng Quốc khác nhìn thấy vậy, bị dọa sợ tè ra quần, xoay người bỏ chạy. Ma quỷ! Thanh niên Long Quốc này là ma quỷ. Diệp Bắc Minh không hề đuổi theo, mà chậm rãi quay về bên cạnh hầu tử. Hầu tử mặt biến sắc, không ngừng hít hơi lạnh. Kích động! Chấn động! Kinh ngạc, các loại cảm xúc xông lên đầu, duy chỉ không sợ hãi. Đây là Diệp Bắc Minh, anh em của anh ta. Anh ta có gì phải sợ? Anh Diệp, anh quá lợi hại. Mẹ kiếp, anh là võ giả sao? Hầu tử rất kích động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ở trong trường đại học, anh ta cũng từng nghe nói đến võ giả. Những người này thường không qua lại với người bình thường. Người bình thường cũng không nhìn thấy võ giả, dù nhìn thấy cũng không nhận ra được. Diệp Bắc Minh cười gật đầu, đi, tôi dẫn anh đi báo thù. Nói xong liền kéo hầu tử đi lên xe SUV người Hùng Quốc để lại, chạy thẳng đến nhà họ Quân. Cái gì, người Hùng Quốc bị giết? Còn giết chết một đại tông sư? Sao có thể? Trụ sở chính chịu trách nhiệm đại hội quân võ lần này tại Trung Hải. Dư Thiên Long thấy Đường Văn Quân đến bẩm báo. Ông ta đứng bật dậy khỏi ghế. Là ai giết, lá gan lớn quá, Dư Thiên Long nghiêm nghị, đại hội quân võ mấy ngày nữa là bắt đầu, lúc này người Hùng Quốc lại chết ở Trung Hải, đến lúc đấy chúng ta sẽ giải thích với cộng đồng quốc tế như thế nào đây? Đường Văn Quân lắc đầu, vẫn chưa biết ai giết. Chỉ là vừa rồi có người báo cảnh sát, người của chúng ta cũng đi rồi. Huyên Hách đã đi điều tra camera ghi hình lúc đó, rất nhanh sẽ quay trở lại thôi. Vừa dứt lời, Dương Huyên Hách đi đến, cầm máy tính bảng, cháu đã phục chế xong camera rồi. Hai người chắc chắn sẽ không ngờ đến là ai giết người Hùng Quốc đâu. Ai, Dư Thiên Long nhìn sang. Dương Huyên Hách phát camera thu hình, nói ra một cái tên, Diệp Bắc Minh. Cái gì? Diệp Bắc Minh? Sao có thể chứ? Đây chính là Đại Tông Sư Long Quốc, Đường Văn Quân mặt không thể tin nổi. Sắc mặt Dư Thiên Long không ổn định. Mấy ngày trước bọn họ đến Phủ Diệp ở Giang Nam tìm Diệp Bắc Minh. Dựa theo mệnh lệnh của cấp trên, mời anh gia nhập Long Hồn. Đáng tiếc bị Diệp Bắc Minh coi thường, khiến bọn họ chịu nhục. Không ngờ Diệp Bắc Minh lại đến Trung Hải. Nhìn về phía camera thu hình. Video có hơi dài. Từ lúc hai võ giả Hùng Quốc bắt đầu đánh hầu tử. Diệp Bắc Minh xuất hiện, đánh gãy tứ chi hai võ giả Hùng Quốc. Tiếp đó. Đoàn xe của người Hùng Quốc xuất hiện. Không một lời liền ra tay. Sau khi Diệp Bắc Minh giết chết hai võ giả Hùng Quốc, những người còn lại chạy trốn. Đây là... Dư Thiên Long ngây ra, đè thấp giọng, người bị một quyền đánh chết là Hưu, tông sư võ đạo của Hùng Quốc. Người bị đạp một cước bể đầu tên Âu Niu, thực lực đại tông sư. Một quyền đánh chết tông sư võ đạo, một cước giết chết đại tông sư, Đường Văn Quân ngây người, mặt đẹp nóng bừng. Dương Huyên Hách im lặng không nói, trong mắt đều là ghen tị và cay độc. Diệp Bắc Minh tuổi tác tương đương với anh ta, thực lực võ đạo vậy mà lại khủng khiếp như vậy. Dư Thiên Long mặt không thể tin nổi, chúng ta đã suy đoán sai về Diệp Bắc Minh này, rốt cuộc hắn có thực lực gì? Dương Huyên Hách lạnh giọng nói, tướng quân, mặc kệ Diệp Bắc Minh thực lực gì. Hắn giết người trong địa bàn chúng ta quản lý. Trung Hải không phải Giang Nam. Không đến lượt Diệp Bắc Minh ngang ngược.
cháu đề nghị bắt hắn ngay lập tức. Chuyện xảy ra ở dạ tiệc Từ Thiện Long Đô bọn họ không hề biết. Theo như bọn họ thấy Diệp Bắc Minh cùng lắm chỉ ngạo mạn ở Giang Nam. Đến Trung Hải còn dám làm điều sằng bậy, chắc chắn là hành động đâm đầu vào chỗ chết. Tút tút tút, điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Sau khi Dư Thiên Long nghe xong, bên trong truyền đến giọng nói phẫn nộ. Sắc mặt ông ta đen lại, cúp điện thoại, cấp trên gọi điện thoại tới, người bên Hùng Quốc rất tức giận. Sự kiện lần này ảnh hưởng vô cùng tồi tệ. Các nước trên thế giới tham gia đại hội quân võ đều chờ xem chuyện cười của chúng ta. Ông ta trực tiếp hạ lệnh, đi, dẫn người đi bắt Diệp Bắc Minh. Tút tút tút, lại một cuộc điện thoại gọi tới, Dư Thiên Long kinh hãi, cái gì? Diệp Bắc Minh đi đến nhà họ Quân. Hắn điên rồi sao? Dám khiêu chiến ranh giới cuối cùng của thế gia. 10 giờ tối, cửa nhà họ Quân Trung Hải. Yên tĩnh. Diệp Bắc Minh lái xe SUV của người Hùng Quốc nghênh ngang dừng ở cửa lớn nhà họ Quân. Anh là ai? Đúng là to gan, cút mau. Biết đây là đâu không? Một đám người làm khí thế hung hăng xông tới. Hầu tử có phần lo lắng, anh ta túm lấy cánh tay Diệp Bắc Minh, anh Diệp, hay là chúng ta đi thôi? Diệp Bắc Minh vỗ vai anh ta, truyền vào một tia nội tình, yên tâm, mọi thứ đều có tôi lo. Quân vô tà không trả giá. Tâm ma của hầu tử không thể biến mất. Cuộc đời này của anh ta coi như xong. Diệp Bắc Minh xuống xe. Hầu tử nhìn theo bóng lưng Diệp Bắc Minh, toàn thân đang run rẩy. Anh ta hít sâu một hơi. Lấy hết dũng khí đẩy cửa xe ra, đi xuống. Diệp Bắc Minh nhàn nhạt mở miệng, 3 phút, bảo quân vô tà ra gặp tôi. Con mẹ nó, mày, một quản sự đi lên phía trước, chỉ vào mũi Diệp Bắc Minh, đang muốn mắng chửi. Một tàn ảnh lướt qua. Tên quản sự này ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có. Bị Diệp Bắc Minh dùng một cước đạp bay, cửa lớn nhà họ Quân xuất hiện một lỗ thủng hình người trông vô cùng khủng khiếp. Cửa lớn chế tạo từ gỗ cứng lại bị xuyên thủng. Rít. Những người làm khác trong nhà họ Quân hít một hơi lạnh, toàn bộ lui về phía sau. Lương tháng có 3.000, mày liều mạng làm gì chứ? Hầu tử, đi. Diệp Bắc Minh đi vào cửa lớn nhà họ Quân. Hầu tử cực kỳ kích động, được. Hai người một trước một sau, bước vào cửa nhà họ Quân. Nhà họ Quân rất lớn, kiến trúc sân vườn cổ điển. Có thể so sánh được với vương phủ cổ đại. Còn xa hoa và lớn gấp đôi phủ đệ của vua Giang Nam. Động tĩnh ở cửa khiến một vài người đi ra, sau khi nhìn thấy Diệp Bắc Minh, bọn họ lần lượt trách mắng, anh là ai? Nơi này là nhà họ Quân, sao anh dám? Bùm! Diệp Bắc Minh giơ chân đạp bay một người, đi sâu về phía nhà họ Quân. Gọi quân vô tà ra đây. Nếu không hôm nay tôi sẽ quậy nhà họ Quân long trời lở đất, Diệp Bắc Minh quát lớn, tiếng gào thét trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ nhà họ Quân. Kẻ nào? Có người xông vào nhà chúng ta. Đi, đi xem sao. Sức mạnh thật khủng khiếp, là võ giả. Khắp nơi nhà họ Quân, mọi người đều lần lượt ngẩng đầu. Diệp Bắc Minh đứng chắp tay. Chờ đợi ở trước sân nhà họ Quân. Chưa đến 5 phút, hơn 100 người từ khắp các hướng đi tới. Người đàn ông trung niên cau mày, cậu thanh niên, cậu biết đây là đâu không? Nửa đêm xông vào đây, biết phải trả giá thế nào không? Diệp Bắc Minh nhìn người này, lạnh giọng hỏi, ông là người phụ trách của nhà họ Quân. Hừ, người đàn ông trung niên hừ lạnh, ngay cả quân chính dương tôi cậu cũng không nhận ra. Còn dám xông vào nhà họ Quân. Cậu tên gì? Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh nói. 3 chữ ngắn ngủi. Bù. Nhà họ Quân lập tức nổ tung. Diệp Bắc Minh. Cái tên này quả thực quá quen thuộc. Hắn chính là Diệp Bắc Minh. Không thể nào, trông trẻ quá. Chính hắn giết vô hối. Rất nhiều người cũng ngây ra. Ngay cả quân chính dương cũng không ngờ cậu thanh niên trước mắt lại là Diệp Bắc Minh. Trong đám người. Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng ánh mắt phút chốc trở nên vô cùng cay độc. Bà ta cắn răng nghiến lợi, lạnh lùng hỏi, mày chính là Diệp Bắc Minh. Con trai quân vô hối của tao chết trong tay mày. Bà ta là mẹ của quân vô hối, quân Văn Tịnh. Một trong những người phụ nữ của Vạn Lăng Phong. Diệp Bắc Minh gật đầu, phải. Chuyện hôm nay không liên quan đến quân vô hối. Tôi đến tìm quân vô tà. Ha 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 ha, quân Văn Tịnh bật cười điên cuồng, chỉ vào Diệp Bắc Minh, chú Mạc,
giết hắn cho tôi. Rõ. Trong đám đông một lão già bước ra. Lưng gù rất nặng. Toàn thân áo vải màu xám, nhìn giống như một lão nô bộc trung thành. Có tháp càn khôn chấn ngục, Diệp Bắc Minh vừa nhìn liền biết. Đối phương là thực lực tông sư võ đạo đỉnh phong. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi chỉ cần quân vô tà, đừng để người khác đi chết thay. Chú Mạc nhếch miệng cười, lạnh lẽo nói, Diệp Bắc Minh, cậu không nên đến đây. Nhà họ Quân là nơi nào, chắc cậu đã dò hỏi kỹ, không phải. Ồn ào. Diệp Bắc Minh cau mày, chẳng buồn nghe người này phí lời. Anh nhấc chân, đá một hòn đá bay ra. Vèo. Tốc độ nhanh gấp 3 lần viên đạn. Phốc. Máu tươi tung tóe, mắt phải chú Mạc xuất hiện một lỗ thủng, con người biến mất. Sau gáy xuất hiện một lỗ thủng khác. Ầm. Thi thể chú Mạc ngã xuống đất. Con người Quân Chính Dương có rút lại. Quân Văn Tịnh cũng kinh hãi. Những người nhà họ Quân khác mặt đều kinh hoàng, chấn động nhìn Diệp Bắc Minh. Một tông sư võ đạo trấn giữ nhà họ Quân cứ thế chết như vậy. Bị một hòn đá nhỏ đánh thủng đầu. Diệp Bắc Minh bước ra, đi đến bên cạnh Quân Chính Dương, một tay khoác lên bả vai ông ta. Phốc! Quân Chính Dương không cản nổi áp lực bàn tay Diệp Bắc Minh. Hai đầu gối mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất. Ông ta tức giận ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, uy hiếp nói, Diệp Bắc Minh, cậu! Rắc rắc! Diệp Bắc Minh giơ chân lên, rơi vào bắp chân Quân Chính Dương. Ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống, tôi không muốn nghe nói nhảm. Luồng lửa giận của Quân Chính Dương trong nháy mắt bị dập tắt. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Bắc Minh kia, toàn thân ông ta không nhịn được liền run rẩy, giống như đối mặt với tử thần. Quân Chính Dương biết, mình không liên hệ với Quân Vô Tà thì cậu thanh niên này có thể sẽ giết mình. Được. Quân Chính Dương lấy điện thoại di động ra, gọi vào số của Quân Vô Tà, giận dữ hét lên, thằng nhóc, con mẹ nó mày ở đâu? Cút về cho tao. Lúc này, trong một khách sạn 5 sao ở Trung Hải, Quân Vô Tà đang trong cơn mê muội thì nhận được điện thoại của Quân Chính Dương, bố, sao thế? Gần đây con không đi gây chuyện mà. Quân Chính Dương tức giận nói, mặc kệ mày gây chuyện không, bây giờ, ngay lập tức lăn về đây cho tao. Nếu không tao không có đứa con trai mày. Quân Vô Tà cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc. Hắn vội vàng mặc quần. Dẫn theo người phụ nữ bên cạnh chạy về nhà họ Quân. Khi hắn xuất hiện ở cửa lớn nhà họ Quân, cảm thấy tình huống có chút không đúng. Vừa vào sân trước liền nhìn thấy một đám người đứng ở đó. Bố Quân Chính Dương của mình đang quỳ xuống bên cạnh một chàng trai trẻ tuổi. Hả? Tên phế vật kia sao cũng ở đây? Ánh mắt của Quân Vô Tà rơi trên người hầu tử, bố, xảy ra chuyện gì thế? Sao cái tên phế vật này cũng ở đây vậy? Bố quỳ ở đó làm gì? Toàn thân hầu tử run rẩy, nhìn chằm chằm Quân Vô Tà, cắn răng nghiến lợi. Người phụ nữ bên cạnh Quân Vô Tà mặt đầy bất ngờ, cười nói, Vô Tà, anh nhìn kìa, đây không phải con chó kia sao? Sao anh ta lại chạy vào được trong nhà anh thế? Không phải muốn để bố anh làm chủ đó chứ? Quân Vô Tà nhướng mày, đừng nói bậy bạ. Hắn cảm nhận được chuyện này có gì đó không đúng. Bởi vì chàng trai mà bố hắn đang quỳ trước mặt kia đang từng bước tiến đến bên cạnh Vương Khinh Hậu, vỗ vai anh ta. Hầu tử, là bọn họ hả? Phải. Hầu tử nắm chặt hai tay, nghiến chặt răng, chính là đôi cẩu nam nữ này. Được. Diệp Bắc Minh khẽ mỉm cười. Vèo. Anh sải bước xuất hiện bên cạnh hai người. Một cước càn quét. Lộp cộp. Một nam một nữ bốn cái chân, trong nháy mắt đứt gãy. A. À. Quân Vô Tà và người phụ nữ bên cạnh phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, nằm trên đất giống như chó chết. Hầu tử, giao cho anh, Diệp Bắc Minh mỉm cười nói. Hầu tử đỏ mắt, nhớ tới nỗi nhục nhã mình phải chịu. Anh ta nhặt một cây chổi lên. Đi về phía Quân Vô Tà và Tô Tiểu Nguyệt, đánh loạn vào đầu họ. Tô Tiểu Nguyệt đau đến mức nước mắt chảy ròng, hu hu, cứu tôi với. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Tôi biết lỗi rồi. Hầu tử đỏ mắt, toàn thân run rẩy. Quân Vô Tà gào thét, mẹ nó. Khốn kiếp, mày chết chắc. Hai chân của tao gãy rồi. Đây là nhà họ Quân, mày thật to gan, tao phải giết chết cả nhà mày. Dù Quân Vô Tà bị hành hung, nhưng vẫn mở miệng ra uy hiếp. Hầu tử bừng bừng giận dữ.
Ban đầu, Quân Vô Tà đem bố mẹ anh ta ra uy hiếp, con mẹ nó mày chết đi. Nửa tiếng sau, Quân Vô Tà và Tô Tiểu Nguyệt đã không nhìn ra hình người. Sau khi hầu tử phát tiết xong, anh ta nằm trên đất, miệng thở hổn hển, nước mắt tuôn ào ào, ha ha ha. Ha ha ha. Diệp Bắc Minh không nói năng gì. Yên lặng tiến lên, cắm một cây kim bạc vào người hầu tử. Sau khi trải qua niềm vui lẫn đau buồn, anh ta có thể sẽ phát điên. Diệp Bắc Minh cõng hầu tử, đi ra ngoài nhà họ Quân. Toàn thể nhà họ Quân nhìn theo bóng lưng Diệp Bắc Minh rời đi. Không một ai dám ngăn cản. Diệp Bắc Minh vừa đi khỏi, Quân Chính Dương liền gào lên, con trai. Vô Tà! Xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương đi. Quân Vô Tà lúc này đã không còn hình người. Gia chủ, đã không còn hơi thở. Có người kiểm tra cho Quân Vô Tà và Tô Tiểu Nguyệt, sau đó lắc đầu. Chuẩn bị xe cho tôi. Tôi phải lên núi Bàn Long, tôi muốn đích thân nói cho ông cụ. Quân Chính Dương giận dữ, ngửa mặt lên trời hét lớn, nhà họ Quân. Chúng ta chính là nhà họ Quân ở Trung Hải. Vậy mà lại bị một Diệp Bắc Minh đến cửa, đánh gãy hai chân tôi, đánh chết con trai tôi. Diệp Bắc Minh không chết, nhà họ Quân làm sao đứng nổi đây? Làm sao đứng nổi đây? Đám người Dư Thiên Long đã đến muộn. Khi bọn họ vào nhà họ Quân, nhìn thấy hai chân Quân Chính Dương bị đánh gãy. Sau khi nhìn thấy trạng thái chết của Quân Vô Tà và Tô Tiểu Nguyệt, sắc mặt ông ta u ám đến đáng sợ. Diệp Bắc Minh, Dư Thiên Long cắn răng, Giang Nam bị mày náo loạn đến mức chướng khí mù mịt, mày lại tới Trung Hải gây chuyện. Truyền lệnh xuống, truy nã Diệp Bắc Minh trong toàn bộ Trung Hải. Núi Bàn Long cách Trung Hải 160 km. Non xanh nước biếc, long mạch chiếm cứ. Thích hợp dưỡng già. Ông cụ nhà họ Quân Quân Khiếu Thiên vừa mới ngủ thì nhận được tin dữ. Nửa đêm Diệp Bắc Minh xông vào nhà họ Quân, phế bỏ hai chân Quân Chính Dương, cháu trai Quân Vô Tà cũng bị đánh chết. Hai chân con trai bị phế. Cháu trai ruột chết ở trong nhà mình. Quân Khiếu Thiên tức giận muốn bùng nổ, nhà họ Quân thành lập hơn 100 năm. Chưa bao giờ chịu nhục nhã như vậy. Quả thật là vô cùng nhục nhã. Quân Khiếu Thiên gọi điện cho con trai lớn, tức giận hét lớn, Quân Kiếm Phong. Hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo Trung Hải con đã làm cái gì thế? Có người nửa đêm xông vào nhà họ Quân, giết Vô Tà, con biết chưa? Bố đang nói đùa sao, rõ ràng con đã bảo Lão Mạc bảo vệ nhà họ Quân rồi. Lão Mạc là tông sư võ đạo thực lực đỉnh phong đó, Quân Kiếm Phong đang họp, mặt ngơ ngác. Sau khi biết chuyện xảy ra ở nhà họ Quân. Cái gì? Sao có thể? Bố, điều này không thể nào. Quân Kiếm Phong kêu la như sấm. Quân Khiếu Thiên lạnh giọng nói, không có gì không thể, vừa rồi em hai con đã đích thân gọi điện thoại thông báo cho bố. Mấy ngày trước, Vô Hối chết dưới tay Diệp Bắc Minh. Hôm nay, Vô Tà lại chết dưới tay Diệp Bắc Minh. Hai chân em trai con cũng bị phế. Diệp Bắc Minh này muốn làm gì? Hắn muốn tiêu diệt nhà họ Quân sao? Ra mặt Quân Kiếm Phong nhăn lại, cắn răng nói, bố yên tâm, Diệp Bắc Minh này để con xử lý. Cúp điện thoại. Quân Kiếm Phong giáng một chưởng xuống, chiếc bàn dài trong nháy mắt vỡ tan, hóa thành vụn. Trong phòng họp, tất cả mọi người đều đứng dậy, nhanh chóng lui về phía sau. Tất cả kinh ngạc nhìn Quân Kiếm Phong. Xảy ra chuyện gì vậy? Bọn họ chưa từng nhìn thấy hội trưởng giận dữ như vậy. Cõng hầu tử rời khỏi nhà họ Quân, Diệp Bắc Minh tìm một khách sạn 5 sao. Chuẩn bị thuê phòng cho hầu tử nghỉ ngơi một đêm. Vừa tiến vào khách sạn, một giọng nói kinh ngạc mừng rỡ truyền tới, Diệp Bắc Minh, sao anh lại ở đây? Một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện cách đó không xa, cô ta mặc bộ đồ Chanel tinh xảo. Chân đi giày cao gót, tất màu da, thân hình chữ S hấp dẫn. Một mùi thơm phả vào mặt. Ngụy Yên Nhiên chạy đến, xuất hiện bên cạnh Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nhàn nhạt nói, anh em tôi bị thương, bây giờ cần phải tĩnh dưỡng, chuẩn bị thuê phòng để anh ta ngủ một giấc thật ngon. Không dễ đâu, tôi thuê một căn phòng tổng thống ở chỗ này, anh cõng anh ta đến phòng tôi cũng được, Ngụy Yên Nhiên cười nói. Diệp Bắc Minh cau mày, bất tiện không? Ngụy Yên Nhiên mỉm cười nói, phòng tổng thống có đến mấy phòng? Hơn nữa tuyệt đối yên tĩnh. Còn nữa, đây là khách sạn 5 sao, cần phải đặt trước nơi có phòng. Vậy thì anh chỉ có thể thuê được phòng tiêu chuẩn,
sao có thể cho anh em của anh tĩnh dưỡng tốt được. Diệp Bắc Minh cân nhắc một lúc rồi đồng ý. Ngụy Yên Nhiên đi lên trước dẫn đường, đến phòng Tổng thống. Tìm một căn phòng yên tĩnh nhất. Ném hầu tử lên giường. Sau khi Diệp Bắc Minh kiểm tra trạng thái của hầu tử, anh ta đã chìm sâu vào giấc ngủ. Cắm mấy chiếc kim bạc xuống, đảm bảo hầu tử sẽ không xảy ra vấn đề. Diệp Bắc Minh mới lui ra khỏi phòng. Vừa ra phòng khách bên ngoài liền thấy Ngụy Yên Nhiên mái tóc dài ướt nhẹp, mặc đồ ngủ vừa lau tóc vừa đi ra. Cô ta chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ. Cộng thêm mới vừa tắm xong, trong phòng tràn đầy hơi thở kích thích. Bầu không khí có chút mập mờ. Ngụy Yên Nhiên mở miệng trước, ách, tôi còn tưởng rằng anh vẫn ở trong, cho nên mới tắm trước. Ừ. Diệp Bắc Minh bình tĩnh trả lời. Anh tìm ghế sofa ngồi xuống, lấy ra đỉnh thanh mộc và đơn thuốc. Cúi đầu nhìn. Một lúc lâu cũng không có ý nhìn Ngụy Yên Nhiên. Ngụy Yên Nhiên thấy vậy liền có chút tức giận. Người này sao vậy, bà đây cũng xem như là một đại mỹ nữ hiểu điệu, còn vừa tắm xong, ngay cả nhìn anh cũng không thèm nhìn. Bà đây còn không bằng cục sắt vụn và một tờ giấy rách sao. Một cảm giác thất bại đột ngột nảy sinh. Diệp Bắc Minh đang âm thầm trao đổi với Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, ông có thể nhìn ra đơn thuốc này không? Diệp Bắc Minh hỏi. Giọng nói Tháp Càn Khôn Chấn Ngục truyền tới, nhóc con, có một đại mỹ nữ ở đây. Cậu chắc chắn tối nay muốn trao đổi với tôi, mà không phải trao đổi với cô ta. Diệp Bắc Minh không đáp lời, mà tiếp tục nói, rốt cuộc ông có biết hay không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục bình luận, ha ha ha, không tệ. Không động lòng vì nữ sắc, chỉ có võ giả như vậy mới đi cao hơn, xa hơn. Tôi nhìn thấy đơn thuốc này rồi, rõ ràng thiếu ba loại dược liệu là cỏ bạch hạc, sâm thủ dương, lá hoàng kim. Một đơn thuốc rất rác rưởi. Cậu cần nó làm cái gì? Đơn thuốc tầng thứ nhất bên trong Càn Khôn Chấn Ngục không biết lợi hại hơn nó gấp bao nhiêu lần. Diệp Bắc Minh sửng sốt, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục còn có thể mở ra. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, đương nhiên có thể, nhưng cậu phải bước vào cảnh giới võ vương. Bây giờ tôi là võ linh, võ vương chính là cảnh giới tiếp theo. Trong lòng Diệp Bắc Minh có chút mong đợi. Bên trong Tháp Càn Khôn Chấn Ngục rốt cuộc có thứ gì? Tòa bảo tháp như vậy có thể dùng ý thức trao đổi với anh. Còn có thể khiến thần hồn của anh tiến vào một không gian tương tự với giả tưởng. Quả thật là thần bí. Thứ đồ này còn là đồ mẹ để lại, Diệp Bắc Minh muốn biết bí mật của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục thần bí cười, các loại công pháp, thân pháp, phương thuốc, thần binh lợi khí, y thuật, tóm lại đồ cậu nghĩ đến thì nó đều có. Trao đổi hoàn tất. Diệp Bắc Minh mở mắt ra. Ngụy Yên Nhiên đang đắp mặt nạ bên cạnh. Diệp Bắc Minh đột nhiên nhìn sang, cô ta bị dọa cho giật mình. Ngã từ xuống ghế sofa, một làn da trắng thoáng qua. Diệp Bắc Minh nhìn cô ta, cô sao thế? Ngụy Yên Nhiên ngượng ngùng, không, không có gì. Diệp Bắc Minh trực tiếp hỏi, lần trước tôi giúp cô sửa một đơn thuốc, công việc của cô chắc hẳn được tiếp xúc qua rất nhiều dược liệu. Tôi là người phụ trách về mặt nghiên cứu dược liệu của nhà họ Ngụy. Sao vậy, Ngụy Yên Nhiên nhìn anh. Diệp Bắc Minh nói, tôi cần ba loại thuốc. Cỏ bạch hạc, sâm thủ dương, lá hoàng kim. Có thể giúp tôi tìm không? Tôi mua theo giá thị trường. Ngụy Yên Nhiên trực tiếp đồng ý. Cô ta rất vui vẻ giúp đỡ Diệp Bắc Minh, cái này có vấn đề gì chứ, chút dược liệu thôi mà. Tôi miễn phí cho anh. Cảm ơn. Diệp Bắc Minh nói ra hai chữ. Ngụy Yên Nhiên nhìn người đàn ông trước mặt. Đột nhiên hỏi, anh có bạn gái chưa? Uống một hớp nước, che giấu vẻ ngượng ngùng. Cô có hứng thú với tôi, Diệp Bắc Minh hỏi ngược lại. Khụ khụ, ách, tôi. Ngụy Yên Nhiên phun một hớp nước, ngực ướt cả mảng lớn. Không, không có, tôi không có ý này, anh đừng hiểu lầm. Diệp Bắc Minh bật cười, hay là cô làm bạn gái tôi? Hả, cái gì, thật, Ngụy Yên Nhiên có chút vui mừng. Đương nhiên là giả. Diệp Bắc Minh cười tà mị. Hừ, Ngụy Yên Nhiên thẹn quá thành giận, cái gì chứ, ai muốn làm bạn gái anh? Cũng biết nói liều. Hai tay Diệp Bắc Minh than, không phải cô nói liều trước sao? Anh, Ngụy Yên Nhiên xem thường, không hiểu phong tình. Cô ta cảm thấy có gì đó không đúng. Người đàn ông trước mắt dùng ba quyền đánh bại Đường Kình Thương. Lại được quốc chủ coi trọng. Làm sao tán tỉnh đối phương được?
Diệp Bắc Minh mặt tỏ ra không quan trọng. Đàn ông phong lưu không hạ lưu, đa tình không lạm tình. Đây là quy tắc xử sự của anh. Tút tút tút. Đột nhiên, điện thoại của Ngụy Yên Nhiên reo lên, một cuộc điện thoại gọi đến. Sau khi nghe xong, biểu cảm không ngừng thay đổi. Cuối cùng là hoan hô nhảy cẫng lên. Tốt quá. Cúp điện thoại. Mặt đẹp của Ngụy Yên Nhiên kích động đến đỏ ửng, miệng thở hổn hển, Diệp Bắc Minh, cảm ơn anh. Thật sự cảm ơn anh, đơn thuốc anh sửa đổi đã có hiệu quả rồi. Phòng thí nghiệm mới vừa thành công, vô cùng viên mãn. Buổi họp báo ngày mai tôi thắng chắc. Tốt quá rồi. Trái tim đang treo ngang của Ngụy Yên Nhiên cuối cùng đã hạ xuống đất. Cô ta tràn đầy mong đợi nhìn Diệp Bắc Minh, ngày mai cùng tôi tham gia buổi họp báo được không? Là anh sửa đổi đơn thuốc của tôi, có một phần công lao của anh trong đó. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lúc. Tối nay xem như Ngụy Yên Nhiên đã giúp anh. Gật đầu đồng ý. 6 giờ sáng, Ngụy Yên Nhiên bò dậy trang điểm. 7 giờ 30 phút, bảo người mang đồ ăn sáng đến phòng Tổng thống. Sau khi hai người ăn sáng xong, Diệp Bắc Minh nhìn hầu tử. Anh ta vẫn đang ngủ say. Diệp Bắc Minh để lại một hàng chữ, rồi theo Ngụy Yên Nhiên đến hội trường lễ công bố. Ngụy Tử Khanh đã đến từ sớm, cô ta muốn xem Ngụy Yên Nhiên xấu mặt như thế nào. Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Bắc Minh, Ngụy Tử Khanh rất bất ngờ, sao anh ta lại đến đây? Cô ta cau chặt mày. Hôm qua ở hội trường phòng đấu giá Sotheby, Diệp Bắc Minh bỏ ra 100 tỷ giành được đỉnh Thanh Mộc, thực sự khiến cô ta chấn hãi. Thư ký ở một bên ghé đến, thì thầm nói, cô chủ, vừa nãy nhận được tin mới nhất, tối qua phòng thí nghiệm của Ngụy Yên Nhiên đã thí nghiệm lại, cô ta thành công rồi. Cái gì? Ngụy Tử Khanh sầm mặt, anh chắc chắn chứ? Thư ký gật đầu, theo như nội ứng nói thì là thật. Có điều vẫn chưa rõ công hiệu cụ thể. Nhưng tất cả chỉ số đều đạt đến mức hoàn hảo nhất. Ngụy Tử Khanh cau mày, số liệu thí nghiệm vừa mới ra, cô ta đã dám sử dụng. Cô ta muốn chết đây mà. Tôi đã sắp xếp người, chốc nữa chắc chắn cho cô ta mất mặt. Tách tách tách. Với vô số ánh đèn vụt sáng, Ngụy Yên Nhiên dẫn theo Diệp Bắc Minh lên sân khấu. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Ngụy Yên Nhiên. Còn Diệp Bắc Minh bị mọi người coi thành tùy tùng của Ngụy Yên Nhiên. Cô Ngụy, mọi người rất quan tâm sản phẩm mới được công bố hôm nay của cô. Cô Ngụy, nghe nói cô đặt cược được ăn cả ngã về không, nếu lần này thất bại, thì sẽ rút khỏi đội quân nòng cốt của nhà họ Ngụy, có phải thật không? Cô Ngụy, cô có lòng tin với sản phẩm của mình không? Mẹ của cô là ngôi sao được kính trọng trong giới làm đẹp. Sau khi 5 năm trước qua đời, công ty càng ngày càng xuống dốc, sản phẩm mới được công bố cũng càng lúc càng xa vời người tiêu dùng, bên ngoài nói, hổ mẹ chó con, cô nghĩ thế nào về câu này? Cô Ngụy, tại sao cô không nói gì? Rất nhiều phóng viên vây lại như đàn ong. Giơ micro đến trước Ngụy Yên Nhiên. Rõ ràng đám phóng viên này không có ý tốt. Đa số là do Ngụy Tử Khanh mời đến, cố ý gây chuyện. Chỉ cần Ngụy Yên Nhiên đi xuống thì cô ta có thể lên sân khấu. Ngụy Yên Nhiên hít sâu một hơi, các vị, hôm nay là lễ công bố sản phẩm mới, các vị đừng hỏi vấn đề cá nhân được không? Đã như vậy, mời cô Ngụy giới thiệu sản phẩm hôm nay, một phóng viên trong đó lên tiếng. Ngụy Yên Nhiên cúi đầu, mở một túi tài liệu. Nhìn số liệu bên trên một lượt. Lập tức khó xử. Tuy cô ta có số liệu toàn diện của thí nghiệm. Nhưng vốn không biết hiệu quả của phương thuốc sau khi cải thiện. Làm sao giới thiệu cho mọi người được? Cô ta nhìn sang Diệp Bắc Minh bằng ánh mặt cầu cứu. Diệp Bắc Minh hiểu ý của Ngụy Yên Nhiên, khẽ gật đầu. Ngụy Yên Nhiên thở nhẹ nhõm, vậy cho tôi. Mời trợ lý riêng của tôi lên giới thiệu với mọi người. Diệp Bắc Minh giật khóe miệng. Mình lại trở thành trợ lý riêng của Ngụy Yên Nhiên. Tách tách tách. Trong tích tắc. Tất cả máy ảnh đều hướng về phía Diệp Bắc Minh. Bấm máy liên tục. Diệp Bắc Minh đi lên trước. Ngụy Yên Nhiên nhường sân khấu cho anh. Dưới con mắt của tất cả mọi người. Hôm nay, sản phẩm chúng tôi công bố là đan dưỡng nhan. Đan dưỡng nhan, tên hay quá. Đôi mắt của Ngụy Yên Nhiên cũng phải sáng lên. Ngụy Tử Khanh có dự cảm không tốt. Đan dưỡng nhan. Anh trợ lý, có thể giới thiệu chi tiết không? Nghe cái tên cũng khá hay đấy. Đan dưỡng nhan có công hiệu gì? Rất nhiều người nhao nhao nói.
Diệp Bắc Minh giới thiệu, công hiệu rất đơn giản, nói tóm lại, có thể cho giữ nước cho da phụ nữ. Đạt đến trẻ hóa, thậm chí có hiệu quả giảm số tuổi. Nói một cách đơn giản, nếu bạn 30 tuổi, sau khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi, có thể về đến trạng thái 25 tuổi. Bạn 25 tuổi, có thể hồi phục đến trạng thái 18 tuổi. Đây chỉ là công hiệu của một liệu trình, nếu sử dụng liên tục mấy liệu trình, thậm chí có thể khiến phụ nữ khoảng 40-50 tuổi hồi phục đến trông như khoảng 20 tuổi. Diệp Bắc Minh nói hết một lời. Cũng rất nỗ lực rồi. Anh không hề nói đùa. Công thức gian dược mà anh cải thiện cho Ngụy Yên Nhiên chính là đan dưỡng nhan. Có điều công thức đan dược của bản thân Ngụy Yên Nhiên thiếu mấy vị thuốc so với đan dưỡng nhan. Vậy nên Diệp Bắc Minh tiện tay thay đổi. Một vị sư phụ nữ nào đó ở núi Côn Luân vẫn luôn sử dụng đan dưỡng nhan này, hiệu quả rất tốt. Vị sư phụ đó ít nhất cũng phải 100 tuổi rồi. Nhưng chỉ trông như thiếu nữ 18 tuổi, đúng là rất nghịch thiên. Anh vừa dứt lời. Cả hội trường tĩnh mịch. Im lặng như tờ. Kể cả Ngụy Yên Nhiên cũng phải trố mắt há hốc miệng. Cô ta chỉ bảo Diệp Bắc Minh giới thiệu công hiệu, không bảo anh bốc phét. Đúng thế. Ngay cả Ngụy Yên Nhiên cũng cho rằng Diệp Bắc Minh đang bốc phét. Nghĩ cũng biết, phản ứng của những người khác thế nào. Ha ha ha. Trẻ hóa. 50-60 tuổi có thể trẻ hóa đến như 20 tuổi. Đùa cái gì vậy? Một công ty làm đẹp như các người đang đánh hạ vấn đề lão hóa của con người sao? Cải lão hoàn đồng, chuyện cổ tích hả? Tôi khinh, quả nhiên là, hổ mẹ chó con. Cô ta làm sản phẩm làm đẹp đến mức ảo giác rồi phải không? Cô Ngụy, các cô bán sản phẩm làm đẹp, hay là bán sản phẩm magic, một phóng viên nữ cười nói có ý sâu xa. Ha ha ha, khiến cả hội trường cười lớn, cực kỳ châm biếm. Cả hội trường lễ công bố tràn ngập tiếng cười chế giễu. Mỗi một tiếng cười đều như một con dao đâm sâu vào tim Ngụy Yên Nhiên. Tút tút tút, chuông điện thoại của Diệp Bắc Minh vang lên. Anh cầm lên xem, là một tin nhắn, không muốn hắn chết, thì đến Đại sứ quán Hùng Quốc. Còn gửi một bức ảnh hầu tử. Trong lòng Diệp Bắc Minh bùng lên cơn lửa giận. Anh quay đầu nhìn sang Ngụy Yên Nhiên, tôi còn có chút việc, tôi đi trước đây. Hãy tin tôi, đan nhưỡng nhan không có vấn đề. Anh nói xong liền trực tiếp nhảy xuống sân khấu. Chen đẩy đám phóng viên, xông ra khỏi hội trường. Chỉ còn lại Ngụy Yên Nhiên ngẩn người đứng tại chỗ, không biết phải làm sao. Thư ký khẽ cười một tiếng, cô chủ, hình như chúng ta không cần ra tay nữa. Ây! Ngụy Tử Khanh đưa tay đỡ trán, thở dài một hơi, đúng thế, Ngụy Yên Nhiên đáng thương, sao lại tìm một người đàn ông như vậy? Tất cả ngón đòn mà tôi chuẩn bị, xem ra bây giờ không cần sử dụng nữa rồi. Sau khi Diệp Bắc Minh ra khỏi cửa, gọi một chiếc taxi. Chạy thẳng đến Đại sứ quán Hùng Quốc. Trước Đại sứ quán, một đám binh sĩ canh gác nghiêm ngặt. Một con ruồi cũng đừng mơ lọt vào. Diệp Bắc Minh đi thẳng về phía cổng lớn Đại sứ quán Hùng Quốc. Đứng lại, nơi này là Đại sứ quán Hùng Quốc. Có người quát nói. Diệp Bắc Minh phớt lờ. Vẫn sải bước đi thẳng vào. Người Long Quốc đứng lại, còn đi thêm một bước, chúng tôi nổ súng đấy, các binh sĩ đồng loạt giơ súng chĩa thẳng vào Diệp Bắc Minh. Soạt! Ngay sau đó, Diệp Bắc Minh bước dài xông lên, như một cơn lốc. Một luồng nội công đáng sợ cuồn cuộn cuốn ra bốn phương tám hướng. Đám binh sĩ Hùng Quốc giống như lá rơi trong cơn bão, đều bị hất bay đi. Một cánh cổng hàng rào sắt chặn phía trước. Diệp Bắc Minh đưa tay ra tóm lấy lan can. Tinh tang một tiếng vang lớn. Binh sĩ Hùng Quốc nằm dưới đất kêu gào sợ đến vỡ gan, mẹ kiếp, có còn là người không? Chỉ thấy Diệp Bắc Minh nhấc cổng sắt hàng rào lên, ném mạnh ra. Lúc này, Dư Thiên Long nhận dược tin. Diệp Bắc Minh xông vào đại sứ quán của Hùng Quốc. Cái gì, Diệp Bắc Minh này muốn làm gì hả? Cậu ta điên rồi chắc. Dư Thiên Long sợ đến tê dại ra đầu. Trong lòng cực kỳ chấn hãi tức giận, cậu ta muốn khơi lên chiến tranh giữa Long Quốc và Hùng Quốc sao? Đáng chết! Đi, lập tức dẫn theo đội quân tinh nhuệ của Long Hồn đóng quân tại Trung Hải ngăn cản tên ngu xuẩn này cho tôi. Đội quân tinh nhuệ của Long Hồn tập trung với tốc độ nhanh nhất. Xuất phát đến Đại sứ quán Hùng Quốc. Diệp Bắc Minh tiến thẳng một mạch, cả đoạn đường không có ai cản được. Anh tiến vào một tòa nhà văn phòng, đứng trong đại sảnh.
lớn tiếng quát, bảo người phụ trách của các người ra đây. Giao hầu tử ra, nếu không, đừng trách hôm nay tôi rửa máu tại đây. Một tiếng thét tức giận, con heo da vàng ngu xuẩn nhà cậu, dám xông vào đại sứ quán Hùng Quốc chúng tôi đưa cậu đi gặp Thượng Đế, kiếp sau ăn năn hối hận đi. Một võ giả da trắng xông ra từ phía mặt bên của Diệp Bắc Minh. Bóng người lao như điện giật, giết về phía Diệp Bắc Minh. Phập, Diệp Bắc Minh giơ một chân đạp chết người này. Anh cũng chẳng thèm nhìn thêm một cái, tiếp tục tiến về phía trước. Các người bảo tôi đến Đại sứ quán Hùng Quốc, tôi đến rồi đây. Sao thế? Không dám ra gặp tôi hả? Hầu tử bị tổn thương một cọng lông, thì tôi sẽ giết một người. Hầu tử gãy một cánh tay, hôm nay, Diệp Bắc Minh tôi sẽ giết toàn bộ Đại sứ quán Hùng Quốc các người, Diệp Bắc Minh lớn tiếng quát, giống như một tử thần. Sải bước lớn đi đến. Cạch cạch cạch, một hàng binh sĩ Hùng Quốc xuất hiện tấn công Diệp Bắc Minh. Đạn bay thẳng vào mặt như mưa rơi. Bù, Diệp Bắc Minh dậm chân né tránh, phát nội lực, hình thành một bức tường khí, vô hình. Cản lại tất cả viên đạn. Bằng, anh dậm chân. Phát nội lực phản kích. Đạn bay ngược trở lại theo lối cũ, khiến tất cả súng ống nổ tung. A! À, tiếng kêu la thảm thiết, đám binh sĩ Hùng Quốc đều bị thương bởi mảnh vụn của vũ khí bắn phải, nằm dưới đất la hét. Diệp Bắc Minh xông vào Đại sứ quán Hùng Quốc còn chưa đầy 3 phút. Cả tầng một tòa nhà Đại sứ quán Hùng Quốc lộn xộn hỗn loạn. Diệp Bắc Minh! Bỗng nhiên, một tiếng quát vang lên. Một đám đàn ông da trắng xuất hiện. Có người mặc đồng phục quan chức Hùng Quốc, có người mặc vest đi giày da. Còn có người mặc quân phục, trên vai đính mấy ngôi sao. Vừa nhìn là biết thân phận không thấp. Người lên tiếng là một người đàn ông trung niên da trắng, ông ta mặc quân phục. Trên vai có một ngôi sao. Là một thiếu tướng Hùng Quốc. Mũi khoằm, hốc mắt rất sâu. Cao 1m90 trở lên, để đầu đinh gọn gàng. Diệp Bắc Minh vừa nhìn là nhận ra. Người này có thực lực võ linh. Đến Đại sứ quán Hùng Quốc giết người, tôi thấy cậu muốn chết mà, người đàn ông da trắng quát lớn một tiếng. Ông ta bùng phát ra một luồng nội lực, bộ quân phục lập tức bung rách tung ra. Rắc, một tiếng giòn tan vang lên. Lộ ra cơ bắp rắn chắc như nham thạch. Thịch, ông ta dậm chân, để lại một dấu chân sâu nửa tấc tại chỗ. Hai tay như vuốt chim ưng, tóm về phía cổ họng của Diệp Bắc Minh. Định giết anh bằng một đòn. Một người Long Quốc xông vào Đại sứ quán Hùng Quốc. Ông ta không cần biết lý do, bất luận Diệp Bắc Minh có thận phận thế nào, ông ta cũng có thể giết anh. Quan chức Long Quốc cũng sẽ không nói gì. Ông muốn chết phải không? Diệp Bắc Minh nheo đôi mắt, trực tiếp giơ tay. Cũng bày tư thế vuốt chim ưng. Không đúng. Người đàn ông da trắng đột nhiên sinh ảo giác, mình là vuốt chim ưng. Còn Diệp Bắc Minh là vuốt rồng. Rắc rắc. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh tóm chặt cổ tay của người đàn ông da trắng một cách chuẩn xác. Bóp thật mạnh. Rắc rắc một tiếng giòn tan. Cổ tay của võ linh da trắng bị Diệp Bắc Minh bẻ gãy. Suýt suýt suýt. Cơn đau dữ dội truyền đến, người đàn ông da trắng vội lùi lại phía sau. Mạnh quá. Quá mạnh rồi. Cổ tay bị gãy của ông ta run rẩy dữ dội, kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh, mày, làm sao có thể? Mày cũng là cảnh giới võ linh ư? Mày mới bao nhiêu tuổi chứ? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Diệp Bắc Minh không thèm trả lời. Anh bước một bước lên trước, tung một quyền ra. Tấn công một quyền đơn giản thô bạo nhằm chuẩn vào lồng ngực của ông ta. Phập, phụt, người đàn ông da trắng không kịp phản ứng lại, chịu một đòn, phun ra một ngụm máu tươi, lăn ra xa. Diệp Bắc Minh bước dài lên trước một bước. Dẫm thiếu tướng Hùng Quốc này dưới chân. Nhìn quanh đám người Đại sứ quán Hùng Quốc. Lạnh giọng hỏi, giao hầu tử ra, nếu không, ông ta sẽ chết. Đám người Hùng Quốc lộ vẻ tức giận. Tất cả nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Người Long Quốc, cậu thật to gan. Diệp Bắc Minh, cậu biết đây là nơi nào không? Nơi này là Đại sứ quán Hùng Quốc, thả thiếu tướng An Đép ra, nếu không, cậu sẽ chết. Đám người mặc vest. Vừa nhìn là biết nhân viên quan chức ngoại giao Hùng Quốc nói. Người đàn ông Hùng Quốc mặc quân phục trên vai có 4 ngôi sao ưỡn cái bụng bia đi ra khỏi đám đông. Ông ta rất có uy, lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh, cậu giết võ giả Hùng Quốc tôi.
chúng tôi mời cậu đến đại sứ quán là để thương lượng xử lý việc này như thế nào. Cậu xông vào đại sứ quán như vậy, còn dẫm thiếu tướng của chúng tôi dưới chân, cậu muốn làm gì? Muốn đối địch với Hùng Quốc sao? Ông ta tên là Bruce Rudolph, thượng tướng 4 sao Hùng Quốc. Người phụ trách của Hùng Quốc trong đại hội quân võ lần này. Tuy ông ta là một người bình thường, nhưng có địa vị rất cao ở Hùng Quốc. Có thể tự do ra vào Nhà Trắng của Hùng Quốc, hội đàm trực tiếp với Tổng thống. Đầy kinh nghiệm, từng trải. Cho nên, cho dù Diệp Bắc Minh xông vào đại sứ quán, ông ta vẫn không đổi sắc mặt, nói chuyện với anh. Thả thiếu tướng Andrew ra, chúng ta mới có cơ hội đàm phán. Diệp Bắc Minh bật cười, mời tôi đến đây. Các người bắt anh em của tôi đi, còn có mặt mũi nói mời tôi đến đây. Tôi cho ông 3 phút suy nghĩ, thả hầu tử ra. Nếu không, tôi sẽ khiến các người phải trả giá. Bruce Rudolph vẫn bình tĩnh, lắc đầu nói, không thể nào, sự việc bắt nguồn từ người đàn ông Long Quốc đó. Tông sư và đại tông sư của chúng tôi chết có liên quan rất lớn đến cậu ta. Không thể thả cậu ta phải tiếp nhận thẩm tra. Diệp Bắc Minh không thèm lãng phí nước bọt. Dùng hành động chứng minh thái độ của mình. Anh dồn lực xuống chân. Phập, cái đầu của Andrew nổ tung như quả dưa hấu. Cơ thể cứng đờ. A, oh my god. Quẹ, rất nhiều quan chức Hùng Quốc sợ đến toàn thân run rẩy, quỳ xuống đất nôn ọe. Bruce Rudolph giật khóe mắt. Ông ta chừng mở to mắt. Đồng tử co lại. Ông ta nằm mơ cũng không ngờ, Diệp Bắc Minh lại dứt khoát nhanh gọn như vậy. Một lời không hợp, giẫm chết thiếu tướng Andrew. Cậu! Bruce Rudolph chỉ vào Diệp Bắc Minh. Soạt! Tốc độ của Diệp Bắc Minh cực nhanh, vụt đến trước mặt Bruce Rudolph như bóng ma. Bốp! Tát một cái. Vị thượng tướng 4 sao Hùng Quốc này lặn lộn dưới đất như chó chết. Ông ta rất mập, cái bụng to áp xuống đất, nhất thời không bò dậy nổi. Phập! Diệp Bắc Minh chậm rãi đi đến, đạp một cú lên bụng của ông ta, khiến ông ta phun ra một ngụm máu tươi. Suýt nôn ra sườn bò vừa mới ăn. Cậu, sao có thể ra tay như vậy? Không có quy tắc chút nào. Tôi là lãnh đạo cấp cao của Hùng Quốc đó, Bruce Rudolph lớn tiếng kháng nghị, ông ta cũng sắp phát điên rồi. Trong lòng bùng lên ngọn lửa giận. Ôm bụng, tức giận nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh lạnh lùng đi đến, giẫm một chân lên đầu Bruce Rudolph, 3 giây, thả hầu tử ra. Nếu không, phập. Bruce Rudolph run rẩy. Lúc này, tất cả lửa giận trong lòng ông ta đều bị dập tắt. Vị tượng thướng 4 sao Hùng Quốc này hít khí lạnh, sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Đồ điên! Người đàn ông Long Quốc này chắc chắn là kẻ điên. Bruce Rudolph không hề nghi ngờ, Diệp Bắc Minh thực sự dám dẫm bẹp cái đầu của ông ta. Thả người ra cho tôi. Bruce Rudolph điên cuồng gào lớn. Lập tức có người đưa hầu tử ra. Lúc này, hầu tử đã tỉnh lại. Sau khi anh ta nhìn thấy Diệp Bắc Minh, rất kích động, anh Diệp, sao anh lại đến đây? Diệp Bắc Minh cười, hầu tử, anh yên tâm, không ai có thể ức hiếp anh. Bruce Rudolph run rẩy, Diệp Bắc Minh, tôi đã thả người của cậu rồi, cậu có thể thả tôi ra rồi chứ? Đừng vội. Diệp Bắc Minh thản nhiên nhìn ông ta một cái, sau đó nói, hầu tử, anh đi trước đi. Đi, không ai được ra khỏi đây. Bỗng nhiên, một giọng nói băng lạnh vô tình vang lên từ cổng lớn. Một người đàn ông da trắng có mái tóc vàng, mặc áo đuôi tôm khí chất quý tộc đi vào cổng lớn. Theo phía sau anh ta là một đám đàn ông Hùng Quốc mặc đồng phục giống nhau. Vị trí lồng ngực của anh ta thêu một con gấu đen gầm thét. Bọn họ có tu vi rất đáng sợ, đều trên cảnh giới tông sư, đội trưởng cũng có tu vi đại tông sư. Còn người đàn ông mặc áo đuôi tôm trông như quý ông lại là cảnh giới võ linh. Đội quân át chủ bài của Hùng Quốc bọn họ đội quân Hắc Hùng. Tương đương với Long Hồn của Long Quốc. Đoàn quân Gấu Bắc Cực của Lang Quốc. Đoàn quân Võ Sĩ Thiên Hoàng của Đông Doanh. Đoàn quân Hoàng gia của Ưng Quốc. Vào đại hội quân võ được tổ chức 3 năm một lần, các nước trên thế giới đều sẽ phái đội quân chủ lực tham gia. Nói là đại hội quân võ, thực tế là cuộc thi giữa đội quân chủ lực của các quốc gia. Ba người Dư Thiên Long, Đường Văn Quân, Dương Huyên Hách cũng đi vào, phía sau là một đội binh sĩ tinh nhuệ Long Hồn. Tất cả đều là võ giả cấp tông sư. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh dẫm chân lên đầu Bruce Rudolph. Đồng tử của đám người Dư Thiên Long co mạnh lại.
đều bị dọa sợ muốn chết. Mẹ kiếp! Ông ta là thượng tướng 4 sao của Hùng Quốc đó, thân phận địa vị tương đương với một chủ tịch tỉnh của Long Quốc đấy. Đường Văn Quân ngẩn người, không thể tin nổi nhìn Diệp Bắc Minh. Sao cậu dám đến đây? Dương Huyên Hách chấn động trong lòng. Diệp Minh Viễn, anh làm gì thế hả? Dư Thiên Long nghiêm giọng quát, cậu đang chơi với lửa đấy. Còn không thả thượng tướng Rudolph, cậu biết cậu đã phạm tội lớn thế nào không? Cả đại sảnh yên lặng. Đột nhiên, người đàn ông da trắng mặc áo đuôi tôm tỏ vẻ mặt thích thú, Diệp Bắc Minh, tôi không tin anh thực sự dám giết tướng quân Rudolph. Anh rất mạnh, thực sự rất mạnh. Nhưng Rudolph là thượng tướng 4 sao của Hùng Quốc tôi, anh biết nếu giết Rudolph, sẽ có hậu quả thế nào không? Thực sự anh không thể chịu được loại hậu quả này đâu. Tôi bảo đảm, anh không dám giết Rudolph. Kế khích tướng. Anh ta đang khích Diệp Bắc Minh. Bruce Rudolph nghe thấy lời này, lập tức hiểu ra, Kai đang mượn dao giết người. Ông ta gầm lên nói, phắc, Kai, cậu, thật độc ác. Diệp Bắc Minh, cậu đừng trúng kế. Bruce Rudolph sắp bị dọa sợ phát điên rồi. Ông ta lo sợ Diệp Bắc Minh sẽ trúng kế khích tướng, giẫm nát cái đầu của ông ta. Thanh niên Long Quốc này thực sự làm được việc này. Nhưng điều khiến tất cả mọi người không ngờ là Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt bình tĩnh, mỉm cười nhìn Kai, anh có thủ với ông ta, đừng lấy tôi ra làm súng. Con người tôi, không thích nhất là bị người khác coi làm súng. Tuy hôm nay tôi đến đây để cứu hầu tử, nhưng nhân tiện giết anh, có lẽ cũng chẳng mất gì. Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng một tiếng. Và nói như vậy. Mày nói cái gì, Kai ngẩn người, không thể bình tĩnh. Diệp Bắc Minh này bị làm sao vậy? Ngay sau đó, không hề báo trước, anh trực tiếp ra tay giết về phía Kai. Kai thấy Diệp Bắc Minh ra tay, khuôn mặt anh tuấn trầm xuống, quát lớn, Diệp Bắc Minh, mày cho rằng mày là ai? Dám ra tay với tao, đi chết đi. Giết! Kai quát lớn một tiếng, anh ta thấy Diệp Bắc Minh xông đến, cũng không bó tay chờ chết. Chủ động xuất kích, cuộn bàn tay nắm thành nắm đấm. Đánh ra một quyền, gió mạnh ầm ầm. Khi Diệp Bắc Minh xông lên, đồng thời cùng tấn công ra một quyền. Một tiếng động lớn vang lên, Diệp Bắc Minh vẫn không hề nhúc nhích. Kai lùi lại 3-4 bước, vẻ mặt chấn hãi nhìn Diệp Bắc Minh, mày cũng là cảnh giới võ linh ư. Võ linh, làm sao có thể? Đám người Dư Thiên Long kinh ngạc. Chú Dư! Diệp Bắc Minh là cảnh giới linh võ ư, Đường Văn Quân nuốt nước miếng. Dương Huyên Hách quyết đoán nói, không thể nào, anh ta mới 23 tuổi, nhìn khắp cả Long Quốc cũng không có võ linh trẻ như vậy. Rốt cuộc anh ta có thực lực gì? Chú Dư, có phải tình báo của chúng ta nhầm lẫn không? Đồng tử của Đường Văn Quân co lại. Sắc mặt Dư Thiên Long vô cùng nghiêm trọng nói, có lẽ thực sự có tình báo mà chúng ta không biết. Diệp Bắc Minh này quả nhiên không đơn giản. Cho dù không đơn giản, anh ta cũng không thể nào có thực lực linh võ được, Dương Huyên Hách cắn răng, đố kỵ muốn chết. Võ linh, là khái niệm thế nào chứ? Phải biết rằng, đại sư của Long Hồn cũng chỉ mới là cảnh giới đại tông sư. Có lẽ, cũng có vài người linh võ. Nhưng nhìn khắp cả Long Quốc, chắc chắn cũng không quá 50 người có cảnh giới linh võ. Long Quốc có 1 tỷ 400 triệu người. 50 người này tuyệt đối là cường giả trong cường giả. Diệp Bắc Minh mới bao nhiêu tuổi chứ? Cậu ta là một trong 50 người ư? Tuyệt đối không thể nào. Dư Thiên Long trầm mặc một lúc, nhả ra một câu, trừ phi cậu ta là người của gia tộc cổ võ. Nghe thấy 4 chữ gia tộc cổ võ, tất cả mọi người đều thót tim. Đường Văn Quân ngẩn người, anh ta thực sự là người của gia tộc cổ võ ư? Ánh mắt của Dương Huyên Hách cực kỳ âm trầm. Diệp Bắc Minh cười, thực lực của mày mạnh hơn bọn họ một chút. Mày cho rằng tôi đã dừng hết sức rồi sao? Kai cười lạnh lùng một tiếng. Diệp Bắc Minh phất lờ. Cú đấm vừa nãy của anh cũng chỉ mới dùng 2 phần sức mạnh. Liền sau đó, một luồng sát khí màu đỏ ngưng tụ quanh người Kai. Màu da cả người trở nên trắng bạch như tuyết. Giống như quỷ hút máu của thời Trung Cổ. Anh ta há miệng, còn lộ ra 2 cái răng nanh. Diệp Bắc Minh hơi bất ngờ, quỷ hút máu. Thực sự còn có kẻ như này sao? Mày dám sỉ nhục tao? Chết! Kai lập tức trở nên cực kỳ cuồng bạo khát máu, áo đuôi tôm bay phần phật, kèm theo một luồng khí lưu xông về phía Diệp Bắc Minh.
Diệp Bắc Minh bình tĩnh đứng ở đó, vẻ mặt thản nhiên. Nhóc con, bị uy thế của tao dọa sợ chết rồi phải không? Cai cười hung dữ một tiếng, nhảy vút lên cao. Áo đuôi tôm của anh ta được làm từ chất liệu đặc biệt, đuôi tôm phía sau mở rộng ra. Cả người giống như con rơi, từ trên trời lao xuống. Diệp Bắc Minh vẫn không hề nhúc nhích. Cai từ không trung lao đến, khi còn cách Diệp Bắc Minh khoảng 2 mét. Bỗng nhiên, Diệp Bắc Minh giơ một chân, gập chân, đá ra. Đơn giản, thô bạo. Phập. Một tiếng động lớn vang lên, cùng với tiếng xương rạn vỡ. Cai bay ra như quả bóng. Diệp Bắc Minh đưa một tay ra, nhanh như điện giật, kéo lại cai đang bay ra. Quật mạnh một cái. Phập. Cai bị kéo lại, ngã xuống đất. Mặt đất đổ bê tông lập tức nứt ra, xuất hiện khe nứt đáng sợ. Xoẹt. Tiếng hít khí lạnh vang lên. Cai vô cùng thê thảm, miệng phun ra máu. Lúc này, anh ta như một con rơi khổng lồ, bị Diệp Bắc Minh đánh thô bạo. Diệp Bắc Minh, mày, Cai cực kỳ tức giận. Ồn ào. Diệp Bắc Minh giơ một chân đá về phía cái miệng của Cai. Rắc rắc. Sang dụng, gãy xương gò má, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy cảnh này, Dư Thiên Long cũng kinh hãi ngẩn người, dừng tay, Diệp Bắc Minh, cậu dừng tay lại. Cai là người của đoàn quân Hắc Hùng của Hùng Quốc, nếu bị đánh tàn phế, chắc chắn sẽ là vấn đề rất nghiêm trọng. Người của đoàn quân Hắc Hùng cũng trợn mắt há hốc miệng, sững sờ tại chỗ. Đại não gần như quên mất suy nghĩ. Sĩ quan huấn luyện Cai của họ lại bị một thanh niên Long Quốc đánh thô bạo. Mà còn không hề có sức đánh trả, đúng là như nằm mơ. Bruce Rudolph cũng nuốt nước miếng liên tục. Diệp Bắc Minh quá mạnh rồi. Nhưng ông ta lại vui mừng. Dù sao, Bruce Rudolph vẫn luôn đối đầu với Cai, vừa nãy Cai còn định mượn tay Diệp Bắc Minh giết ông ta. Chỉ tiếc, Diệp Bắc Minh vốn không muốn bị người lợi dụng, trực tiếp ra tay với Cai. Đây là điều mà tất cả mọi người đều không ngờ tới. À, Diệp Bắc Minh, tao nhớ kỹ mày rồi, tao có làm ma cũng sẽ không tha cho mày đâu, Cai vô cùng đau đớn kêu thảm thiết, trên mặt đầy máu tươi. Diệp Bắc Minh cười, vậy mày đi làm ma đi. Anh giơ chân. Dư Thiên Long thấy vậy kinh hãi, Diệp Bắc Minh, khoan đã, cậu. Ông ta còn chưa nói hết. Phập. Một chân dẫm xuống. Lồng ngực của Cai lõm xuống. Một dấu chân xuất hiện ở đó, tim hoàn toàn ngừng đập. Con người của Cai trố ra, vẻ mặt đầy chấn hãi, kinh hoàng, sợ hãi, hối hận, còn có vẻ không dám tin rõ ràng. Tại sao Diệp Bắc Minh dám giết anh ta? Anh ta là sĩ quan huấn luyện của đoàn quân Hắc Hùng Hùng Quốc đó. Cậu, Diệp Bắc Minh lắp bắp cậu hồi lâu, trực tiếp rút lại nửa câu sau đó. Ông ta hơi thộn người. Không biết xử lý thế nào. Hãy nhớ, bất kỳ người Hùng Quốc nào các ông, sau này đừng khiêu khích tôi. Tôi sẽ giết người thật đấy. Diệp Bắc Minh cảnh cáo với vẻ mặt lạnh lùng. Bruce Rudolph trầm mặc. Vị thượng tướng 4 sao của Hùng Quốc không dám nói đến một câu. Những người khác trong đại sứ quán Hùng Quốc cũng yên lặng không nói gì. Bọn họ chơi chính trị, đều là lý luận suông. Các loại âm mưu đấu đá, mánh khóe thủ đoạn. Coi trọng quy tắc. Giống như Diệp Bắc Minh, trực tiếp giết người, không màng đến quy định, bọn họ đâu dám nhiều lời. Hầu tử, chúng ta đi, Diệp Bắc Minh gọi một tiếng. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một giọng nói. Diệp Bắc Minh, cuối cùng cũng tìm được mày rồi. Một người đàn ông sải bước lớn đi đến. Trong đại sứ quán Hùng Quốc vốn không có chút gió nào. Nhưng khoảnh khắc người này bước vào đại sứ quán, cuồng phong nổi lên. Võ Linh đỉnh phong. Diệp Bắc Minh lập tức nhìn ra thực lực của người này. Mười mấy người đi theo phía sau người này, gần như người nào cũng bước vào cảnh giới Võ Linh. Người có thực lực xếp thứ hai cũng là Đại Tông Sư đỉnh phong. Hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo Trung Hải Quân Kiếm Phong. Tim Dư Thiên Long đập mạnh. Vẻ mặt hai người Đường Văn Quân và Dương Huyên Hách cũng biến sắc. Sao Quân Kiếm Phong cũng đến đây? Nhà họ Quân ở Trung Hải đã lụi bại từ lâu. Có thể cầm cự đến hôm nay, tất cả đều là nhờ Quân Kiếm Phong trở thành hội trưởng của Hiệp hội Võ Đạo Trung Hải, tiến vào cảnh giới linh võ. Cả Trung Hải, kể cả nhà họ Hàn, cũng kính sợ Quân Kiếm Phong ba phần. Quân Kiếm Phong, người giống như tên, như thanh bảo kiếm sắc bén. Diệp Bắc Minh, mày giết Vô Hối, cháu trai của tao, lại giết Vô Tà, cháu của tao,
hôm nay, định tính thế nào đây? Quân Kiếm Phong chắp tay sau lưng đi đến. Một luồng uy thế đáng sợ ngập tràn như biển thét. Đám người Hùng Quốc đều ngậm miệng không lên tiếng. Đợi xem kịch hay. Dư Thiên Long cũng trầm mặc. Ông ta là Quân Kiếm Phong, với thân phận của ông ta, anh hoàn toàn không là cái thá gì khi đứng trước Quân Kiếm Phong. Diệp Bắc Minh đang định lên tiếng. Bên ngoài vang lên giọng nói của một cô gái, Quân Kiếm Phong, ông muốn ra tay với thiếu soái Diệp sao? Toàn đại sảnh tĩnh lặng như cái chết. Thiếu soái Diệp? Chuyện gì vậy? Anh ta là thiếu soái, Đường Văn Quân ngẩn người. Dương Huyên Hách giật mí mắt. Dư Thiên Long hít khí lạnh, không phải chứ? Quân Kiếm Phong cau mày, thiếu soái Diệp. Đám người Hùng Quốc cũng không dám tin nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Diệp thiếu soái, chàng thanh niên này là thiếu soái của Long Quốc. Phản ứng đầu tiên trong lòng mọi người chính là không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Người bình thường trước 30 tuổi được phong tướng quân còn rất khó. Trên tướng quân còn có chiến thần. Cấp soái lại ở trên cấp chiến thần. Dõi mắt ra toàn thế giới, căn bản không có ai trước 50 tuổi có thể được phong soái. Dù 50 tuổi trở lên phong soái cũng phải là tồn tại có chiến tích kinh khủng. Sắc mặt Quân Kiếm Phong biến ảo liên tục, bắt đầu từ kinh ngạc đến bất ngờ, sau cùng là hoài nghi cậu ta là thiếu soái. Tuyệt đối không thể nào. Mặc dù Quân Kiếm Phong tôi là người của giới võ đạo, nhưng trong giới quân tôi cũng quen một vài người. Tôi chưa từng nghe nói qua gần đây có người được sắc phong thiếu soái. Chứ đừng nói thiếu soái 23 tuổi. Dư Thiên Long cũng theo bản năng gật đầu, tôi ở Long Hồn cũng chưa từng nghe nói qua. Cô là ai, có biết giả mạo thiếu soái là tội chết không? Dương Huyên Hách lớn tiếng mắng. Đường Văn Quân cũng ngẩng lên, nhìn ra ngoài cửa lớn. Đám người Hùng Quốc đều im lặng không nói. Đây là chuyện của Long Quốc, không thể can dự. Dưới con mắt của mọi người, một người phụ nữ vóc dáng thẳng nuột, trang điểm kỹ càng đi tới, Tô Mạc Già tham kiến Diệp thiếu soái. Cô ta sải bước đến bên cạnh Diệp Bắc Minh, cúi người 90 độ. Là cô ta, Tô Mạc Già, người phụ nữ nhà họ Tô ở Trung Hải. Dư Thiên Long kinh hãi nhận ra Tô Mạc Già. Là cô ta, Quân Kiếm Phong cũng sững sờ. Trung Hải có ba thế gia lớn. Nhà họ Hàn, đệ nhất kinh doanh. Nhà họ Quân, đệ nhất giới võ đạo. Nhà họ Tô, đệ nhất giới quân. Anh Diệp, anh là thiếu soái sao? Người sung sướng nhất không ai bằng hầu tử. Trong mắt anh ta đều là kích động, vui mừng bất ngờ, hưng phấn, duy chỉ không hoài nghi. Lát nữa về giải thích với anh, Diệp Bắc Minh bật cười. Được. Hầu tử nắm chặt quả đấm, ánh mắt đỏ bừng. Trán nổi gân xanh, hô hấp dồn dập. Hoàn toàn là kích động. Mẹ nó, anh em của ông đây là thiếu soái. Hầu tử bây giờ chỉ muốn ngửa mặt lên trời gào giống một tiếng, con mẹ nó còn có ai vào đây? Diệp Bắc Minh lại nhìn về phía Tô Mạc Già, đứng lên đi. Cảm ơn thiếu soái. Tô Mạc Già đứng nghiêm, tư thế hiên ngang. Mọi người kinh ngạc. Diệp Bắc Minh kỳ quái hỏi, sao cô lại biết tôi? Tô Mạc Già khẽ mỉm cười, giải thích thiếu soái. Tôi là đệ tử của Lục Đại Soái, chính là người giúp đỡ cho anh ở Trung Hải. Từ một ý nghĩa nào đó, anh chính là tiểu sư bá của tôi. Diệp Bắc Minh có chút kinh ngạc, Tô Mạc Già là đệ tử của bát sư tỷ Lục Tuyết Kỳ. Thì ra là như vậy. Anh khẽ gật đầu. Tô Mạc Già nghiêm mặt nói, thiếu soái, chuyện ở đây bây giờ cứ giao cho tôi xử lý, được chứ? Được. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Dù sao anh đến cũng chỉ vì cứu hầu tử, những chuyện khác nếu có người xử lý, anh cũng tránh được phiền toái. Tô Mạc Già nhìn về phía đám người Dư Thiên Long, Đường Văn Quân, Dương Huyên Hách, cấp bậc các người không đủ, lời sau đây tôi nói các người không thể dự thính, các người đi được rồi. Cái gì? Sắc mặt Dư Thiên Long đen lại. Ông ta là tướng quân của Long Hồn đó. Ngay cả ông ta cũng không đủ tư cách. Nhưng nhìn thấy đối phương là Tô Mạc Già. Dư Thiên Long cũng không còn cách nào khác. Cắn răng dẫn theo Đường Văn Quân, Dương Huyên Hách và đám chiến sĩ Long Hồn rời đi. Ánh mắt Tô Mạc Già rơi trên người Bruce Rudolph, tướng quân Rudolph, hôm nay thiếu soái xông vào đại sứ quán, phía chính phủ chúng tôi về sau sẽ cho ông một câu trả lời hài lòng. Chuyện hôm nay đến đây là kết thúc. Bruce Rudolph nhìn thấy người của chính phủ xuất hiện, lập tức không sợ nữa. Chỉ cần không phải cùng Diệp Bắc Minh thương lượng,
tất cả đều dễ nói. Cậu thanh niên Long Quốc đáng sợ này hở 1 tỷ là giết người. Bruce Rudolph cũng sợ loại người như vậy, ông ta, hừ, cậu ta xông vào đại sứ quán giết người, nếu dựa theo quy tắc quốc tế, đây xem như là xâm lược. Tô Mạc Già mỉm cười, ý ở phía trên, đến đây là chấm dứt. Tướng quân, ông hiểu chứ? Ý ở phía trên. Bruce Rudolph ngây người. Thân phận địa vị của Tô Mạc Già rõ ràng không thấp. Cô ta cũng nói vậy rồi, Bruce Rudolph lập tức hiểu ra, ông ta lạnh lẽo nói, chuyện này tôi sẽ báo cáo với Tổng thống chúng tôi. Tô Mạc Già không nhiều lời. Cuối cùng, cô ta nhìn quân Kiếm Phong, mặt nở nụ cười, chú quân, chuyện của quân vô tả, chúng tôi bày tỏ rất đáng tiếc. Có thể vì chuyện này sẽ có bồi thường cho nhà họ quân. Quân Kiếm Phong cười lạnh nói, bồi thường, con trai trưởng nhà họ quân tôi chết rồi. Chỉ một câu bồi thường là có thể xong chuyện sao? Tô Mạc Già chẳng buồn phí lời, lập tức thả đại chiêu, đây cũng là ý ở phía trên. Một câu nói hời hợt. Con người của quân Kiếm Phong co rút lại. Ông ta im lặng. Qua một lúc lâu, quân Kiếm Phong mới lên tiếng, đây là chuyện của giới võ đạo, không liên quan đến người khác. Cô cũng biết đấy, người phía trên luôn không quản chuyện của giới võ đạo. Giới võ đạo chúng tôi có cách xử lý của riêng mình, tôi bảo đảm sẽ không ảnh hưởng đến người bình thường. Mặt đẹp của Tô Mạc Già đầy bình tĩnh, nhưng Diệp Thiếu Soái là người của quốc gia. Sắc mặt quân Kiếm Phong nhăn nhó. Diệp Bắc Minh. Đột nhiên, quân Kiếm Phong hét lớn một tiếng. Mày là Thiếu Soái, tao không thể giết mày ở bên ngoài. Nhưng thực lực võ đạo của mày rất mạnh, cũng xem như người trong giới võ đạo. Mày giết con cháu nhà họ quân tao. Chuyện này không thể cứ thôi như vậy. Một tiếng gầm thét truyền tới, Diệp Bắc Minh, quân Kiếm Phong tao hôm nay gửi thư khiêu chiến cho mày, 3 ngày sau gặp ở võ đài trên đỉnh núi Trung Hải. Vừa phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Bỏ lại những lời này. Quân Kiếm Phong xoay người rời đi. Diệp Bắc Minh giết liên tiếp 2 đứa cháu nhà họ quân, khiến nhà họ mất hết mặt mũi. Chuyện này nếu cứ để như vậy, nhà họ quân về sau làm sao đứng được ở Trung Hải. Quân Kiếm Phong quyết định dùng tính mạng bảo vệ uy nghiêm của nhà họ quân. 3 ngày sau, nếu Diệp Bắc Minh đến võ đài, ông ta có thể cầm chắc đánh chết Diệp Bắc Minh. Nếu Diệp Bắc Minh không đi, vậy thì tương đương tuyên bố cho toàn thiên hạ biết Diệp Thiếu Soái anh sợ nhà họ quân. Cứ như vậy, nhà họ quân không những không tổn thất, uy danh còn cao thêm 1 tầng. Không hổ là hội trưởng Hiệp hội Võ đạo Trung Hải, trong thời gian ngắn ngủi đã nghĩ đến cách phá thế cục này. Diệp Bắc Minh trong nháy mắt hiểu ra, anh gật đầu, quân Kiếm Phong là nhân vật lớn. Thiếu Soái, quân Kiếm Phong thực lực võ linh đỉnh phong, e rằng anh không phải đối thủ của ông ta, Tô Mạc Già vội vàng nhắc nhở chuyện này tôi sẽ giúp anh xử lý. Diệp Bắc Minh khẽ mỉm cười, không cần, 3 ngày sau, tôi đi đến chỗ hẹn. Cái gì, Thiếu Soái, anh? Tô Mạc Già ngây người, trợn tròn mắt. Mặc dù cô ta cũng nghe nói Diệp Bắc Minh đại triển thần uy ở Long Đô. Chuyện ở giả tiệc từ thiện cô ta gần như biết hết. Nhưng Diệp Bắc Minh muốn khiêu chiến quân Kiếm Phong, điều này không thể nào. Nhìn đám người Diệp Bắc Minh rời khỏi đại sứ quán Hùng Quốc. Sắc mặt Bruce Rudolph trong nháy mắt trầm xuống, thấp giọng nói, mau, gửi điện đến ngài Tổng thống, Long Quốc xuất hiện yêu nghiệt. Sau khi đám người Dư Thiên Long rời khỏi đại sứ quán Long Quốc, sắc mặt bọn họ đen đến đáng sợ. Giống như ăn phải con ruồi vậy. Một tướng quân, 2 thiếu úy, vậy mà lại không có tư cách dự thính. Đúng là quá nhục nhã. Chú Dư, Diệp Bắc Minh đó thật sự là Thiếu Soái sao? Đường Văn Quân mở miệng phá vỡ yên lặng. Dương Huyên hách hồn bay phách lạc, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Diệp Bắc Minh này rốt cuộc có tài đức gì? Chẳng lẽ hắn là con riêng của Diệp Lăng Tiêu? Dù hắn là con riêng của Diệp Lăng Tiêu thì cũng không có khả năng. Đám người Long Hồn kinh hãi. Dư Thiên Long giận dữ nói, im miệng, Diệp Quân Thần là người cậu có thể nói bậy bạ. Dương Huyên Hách biết mình nói sai, lập tức ngậm miệng. Rời khỏi đại sứ quán Hùng Quốc. Sau khi Diệp Bắc Minh lên xe, hầu tử vội vàng hỏi những gì anh đã trải qua trong mấy năm nay. Diệp Bắc Minh coi hầu tử là anh em, cũng không giấu giếm. Liền kể chuyện mình bái sư ở núi Côn Luân, sau đó trở về. Sau khi hầu tử nghe xong, không khỏi thổn thức, anh Diệp,
những gì anh trải qua trong 5 năm nay còn xuất sắc hơn cả cuộc đời của tôi. Bây giờ cũng là thiếu soái rồi, còn tôi chẳng làm nên trò trống gì. Diệp Bắc Minh vỗ vai anh ta, hầu tử, đừng nản chí, tương lai còn rất dài. Tiếp theo có dự định gì không? Hầu tử thở dài, anh Diệp, thù đã báo rồi. Trong lòng tôi bây giờ trống rỗng, tôi chuẩn bị trở về Giang Nam. Mấy năm nay ở Trung Hải chả làm nên trò trống gì. Bố mẹ tôi vẫn đang ở Giang Nam, tôi muốn trở về báo hiếu họ. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu. Cho dù hầu tử có quyết định gì, anh đều ủng hộ. Sau khi đưa hầu tử về thu dọn xong đồ đạc, Diệp Bắc Minh lại đích thân tiễn anh đến trạm tàu cao tốc, tận mắt chứng kiến hầu tử rời khỏi mảnh đất đau thương Trung Hải này. Hầu tử vừa đi, Diệp Bắc Minh liền lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại. Vạn Lăng Phong nghe máy, chủ nhân, cậu tìm tôi. Diệp Bắc Minh gật đầu, tôi có một người anh em sắp trở về Giang Nam. Anh ấy tên Vương Khinh Hậu. Anh em của cậu. Vạn Lăng Phong kinh ngạc, lập tức từ trên ghế đứng dậy. Diệp Bắc Minh dặn dò. Vạn Lăng Phong liên tục gật đầu, được, tôi biết rồi. Cậu yên tâm, tôi sẽ âm thầm giúp đỡ cậu ấy, không để cậu ấy biết đâu. Sau khi nói xong chuyện của hầu tử, Vạn Lăng Phong chuyển chủ đề, chủ nhân, tôi cũng định liên hệ với cậu, đúng lúc cậu lại gọi đến. Chuyện liên quan đến nhà họ Diệp, tôi điều tra đã được một chút. Nhà họ Diệp năm đó quả thật có một người phụ nữ đã rời đi, nhưng sau khi bà ta rời khỏi nhà họ Diệp thì đã ra khỏi Long Quốc. Người đó có lẽ là mẹ ruột của cậu. Hô hấp Diệp Bắc Minh lập tức dồn dập, có đầu mối gì? Chỉ có những thứ này thôi, sau khi bà ta rời khỏi nhà họ Diệp, hình như cũng rời khỏi luôn Long Quốc. Vạn Lăng Phong nói, tìm, tiếp tục tìm cho tôi. Không tiếc bất cứ giá nào, Diệp Bắc Minh hạ lệnh. Rõ. Vạn Lăng Phong trả lời. Sau khi cúp máy, Tô Mạc Già ở bên cạnh thản nhiên cười nói, tiểu sư bá, anh muốn tìm gì vậy? Nói cho tôi biết, tôi có thể giúp anh tìm. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không cần. Tô Mạc Già tò mò đánh giá Diệp Bắc Minh, tiểu sư bá, những gì anh trải qua thật thần kỳ. Anh đối xử quá tốt với người anh em của mình. Tô Mạc Già chớp mắt, mặt đầy tò mò. Cô ta muốn biết Diệp Bắc Minh rốt cuộc có bí mật gì. Có thể khiến vị sư phụ Long Đô hạ lệnh như vậy, không tiếc bất cứ giá nào phải đảm bảo an toàn cho Diệp Bắc Minh. Tiểu sư bá, anh nói đi, có gì cần tôi làm gì không? Nếu không tôi sẽ không thể nào báo cáo kết quả công việc với sư phụ. Tô Mạc Già nũng nịu nói. Ngồi bên cạnh Diệp Bắc Minh. Hai tay ôm cánh tay anh, bắt đầu lắc. Làn gió thơm thổi tới. Tô Mạc Già rất đẹp. Ngực to chân dài, da trắng mỹ miều. Tuổi của cô ta có lẽ cũng không hơn mình là bao, nhưng lại là đồ đệ của bát sư tỷ. Tiểu sư bá mình không thể có ý đồ gì với đồ đệ của sư tỷ đúng chứ? Diệp Bắc Minh có chút nhức đầu, suy nghĩ một lát, nói ra thành phần dược liệu trên đơn thuốc kia. Tổng cộng có mấy chục loại thuốc, chắc đủ cho Tô Mạc Già bận bịu một hồi. Được. Tô Mạc Già cầm điện thoại, gửi một đoạn tin nhắn, cho người thu thập những dược liệu này. Tiểu sư bá, bây giờ điều tôi lo lắng nhất vẫn là trận quyết đấu trên võ đài 3 ngày sau giữa anh và Quân Kiếm Phong. Tô Mạc Già nghiêm túc nhìn Diệp Bắc Minh, Quân Kiếm Phong thật sự không phải trò đùa, ông ta rất mạnh, vô cùng mạnh. Yên tâm. Diệp Bắc Minh tự tin cười, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tô Mạc Già không có cách nào, chỉ đành lái xe về nhà họ Tô. Tô Mạc Già nhận được một tin nhắn, tiểu sư bá, dược liệu anh vừa nói, tôi đã cho người tìm kiếm trong toàn bộ Trung Hải rồi. Gần như đã gom đủ, chỉ thiếu 3 loại dược liệu là cỏ bạch hạc, sâm thủ dương, lá hoàng kim. Diệp Bắc Minh có chút kinh ngạc, nhanh vậy sao? Tô Mạc Già tự tin cười nói, đương nhiên, nhà họ Tô tôi có thân phận gì chứ? 3 loại dược liệu cỏ bạch hạc, sâm thủ dương, lá hoàng kim vốn rất chân quý, vô cùng hiếm có. Bị một nhân vật thần bí mua hết. Tinh tinh, điện thoại di động lại một lần nữa vang lên. Tô Mạc Già nhìn thấy một cái tên, liền nói cho Diệp Bắc Minh, tiểu sư bá, tra ra được người này. Cô ta tên là Ngụy Yên Nhiên, người của nhà họ Ngụy ở Long Đô, nắm trong tay một xí nghiệp dược phẩm. Dược phẩm Thiên Hương, chủ yếu là mỹ phẩm và sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Lúc này Diệp Bắc Minh mới nhớ đến Ngụy Yên Nhiên. Trong buổi họp báo, anh bỏ lại Ngụy Yên Nhiên, một mình đi giải cứu hầu tử.
bây giờ không biết tình hình Ngụy Yên Nhiên thế nào rồi. Trụ sở chính công ty dược phẩm Thiên Hương tại Trung Hải. Ngụy Yên Nhiên ngồi ở vị trí chủ tịch, một đám cổ đông mặt đen xì dọa người. Ngụy Tử Khanh ngồi ở vị trí phó tổng, vẻ mặt cười trên nỗi đau khổ của người khác. Một cổ đông lạnh lùng mở miệng, chủ tịch, chuyện hôm nay, cô không cho mọi người một lời giải thích sao? Đan dưỡng nhan, có thể khiến phụ nữ khôi phục dung mạo tuổi 20. Chủ tịch, sao cô dám nói chuyện này? Còn để một cậu thanh niên chưa từng gặp qua tuyên truyền, cậu ta là người của giới làm đẹp chúng ta. Từ sáng đến giờ, cổ phiếu của dược phẩm Thiên Hương chúng ta sụt giảm mạnh 10%. Bây giờ đã đình chỉ nhãn hiệu rồi. Bây giờ bên ngoài đang sôi sùng sục, các loại tin tức răng khắp trời. Tất cả mọi người đều đang bán tháo cổ phiếu của tập đoàn Thiên Hương. Đám cổ đông mặt đầy giận dữ. Toàn là mở miệng chất vấn. Ngụy Yên Nhiên ngồi đó, cắn đôi môi đỏ mọng, không nói một lời. Ngụy Tử Khanh liếc mắt. Một lão cổ đông mở miệng, tôi phát động bỏ phiếu bãi nhiệm Ngụy Yên Nhiên khỏi vị trí chủ tịch, đuổi khỏi dược phẩm Thiên Hương, coi như lời cảnh cáo. Đồng thời cho Ngụy Tử Khanh lên chức, đảm nhiệm chức chủ tịch mới của dược phẩm Thiên Hương. Đồng ý. Đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Các lãnh đạo cấp cao của dược phẩm Thiên Hương rối rít giơ tay biểu quyết. Đối mặt với đám người từng bước ép đến, Ngụy Yên Nhiên lạnh lùng nói, mọi người gấp cái gì? Sáng hôm nay mới là buổi họp báo. Mục đích là để tuyên truyền hiệu quả của đan dưỡng nhan. 3 ngày sau mới là thời gian ra mắt sản phẩm với công chúng. 3 ngày sau, tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời. Hôm nay các người đã muốn đuổi tôi khỏi vị trí này rồi, tuyệt đối không thể nào. Sau khi để lại những lời này, Ngụy Yên Nhiên đi ra khỏi phòng họp. Không cho người khác có cơ hội nói chuyện. Ngụy Tử Khanh nhìn bóng lưng cô ta rời đi, cười lạnh một tiếng, tôi chờ cô 3 ngày. Cô chỉ có một ít số liệu thí nghiệm, tôi không tin trong 3 ngày. Cô có thể làm ra được đan dưỡng nhan. Ngụy Yên Nhiên quay về văn phòng chủ tịch. Đá rơi giày cao gót. Cả người mệt lả nằm trên ghế sofa. Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà. Một lát sau, trong đầu cô ta hiện lên bóng dáng một người đàn ông. Khiến tâm tình cô ta không ổn định. Vừa sùng bái, lại oán hận. Cảm xúc phức tạp không rõ. Ngụy Yên Nhiên bất đắc dĩ cười khổ, Diệp Bắc Minh, anh hại tôi thảm rồi. Chủ tịch Ngụy, có người cầu kiến. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến giọng nói của thư ký. Không gặp, tôi không muốn gặp ai cả, Ngụy Yên Nhiên rất phiền não. Thư ký nói, anh ta nói mình tên là Diệp Bắc Minh. Con người Ngụy Yên Nhiên lập tức sáng lên, cái gì? Diệp Bắc Minh, anh ta đến rồi. Mau, mau bảo anh ta đến gặp tôi. Không đúng, tôi đích thân đi đón anh ta. Diệp Bắc Minh ở đại sảnh dược phẩm Thiên Hương đợi một lúc. Ngụy Yên Nhiên nhanh chóng xuất hiện, đưa anh vào phòng làm việc. Diệp Bắc Minh vừa ngồi xuống, bên cạnh đã đặt một bọc vải lớn. Bên trong tỏa ra mùi thuốc bắc. Ngụy Yên Nhiên không chờ được liền hỏi, Diệp Bắc Minh, đan dưỡng đan thật sự hữu dụng sao? Đương nhiên hữu dụng, tôi đến đây chính là để nói chuyện này với cô, Diệp Bắc Minh đáp. Sáng nay vì đi vội quá, không nói rõ với cô, chắc hẳn khiến công ty cô khó xử rồi. Coi như là lỗi của tôi, xin lỗi. Cái gì? Người này lại nói xin lỗi. Ngụy Yên Nhiên có chút sửng sốt. Theo hiểu biết của cô ta, Diệp Bắc Minh thân phận lai lịch hùng mạnh, chắc hẳn là loại người không coi ai ra gì, trời sinh ngạo mạn. Anh lại nói xin lỗi. Phản ứng đầu tiên của Ngụy Yên Nhiên là lắc đầu, không sao, không sao. Cũng do tôi không làm rõ ràng, công hiệu của đan dưỡng nhan thật sự mạnh mẽ như vậy. Có thể khiến phụ nữ khôi phục dung mạo tuổi 20. Diệp Bắc Minh gật đầu, dược liệu chắc chắn ổn. Nhưng e rằng phòng thí nghiệm của cô tạm thời không thể làm ra thứ đồ này. Bởi vì đan dưỡng nhan không phải thuốc mỡ thông thường, mà là đan dược. Xoẹt. Ngụy Yên Nhiên không ngồi nổi nữa, trong nháy mắt đứng dậy. Mắt đẹp trợn tròn. Miệng há lớn. Mặt đầy khiếp sợ, anh nói gì? Đan dưỡng nhan là đan dược. Anh chắc chứ, ực. Ngụy Yên Nhiên nuốt mấy ngụm nước miếng. Nó là đan dược. Diệp Bắc Minh có chút kỳ quái, dù là đan dược, cô làm gì mà phản ứng lớn thế? Ôi trời ơi, Ngụy Yên Nhiên biết lần này mình nhặt được bảo vật rồi. Cô ta kích động đến mức ngực phập phồng, miệng thở hổn hển,
kích động nói, Diệp Bắc Minh, anh biết đan dược có ý là gì không? Loại này trình độ chân quý, quả đúng nghịch thiên. Cho dù là đan dược giá trị thấp nhất cũng khó mà mua được. Cô ta mất một lúc lâu mới hồi phục tâm trạng. Vẫn có chút không dám tin. Diệp Bắc Minh bình tĩnh nói, tôi mượn phòng thí nghiệm của cô dùng chút, nhiều nhất là 3 ngày, tôi luyện ra đan dưỡng nhan cho cô. 15 phút sau, Ngụy Yên Nhiên vào bên trong phòng thí nghiệm của Dược phẩm Thiên Hương. Bắt đầu từ bây giờ, mọi người dừng tất cả mọi công việc, lập tức rời khỏi phòng thí nghiệm. Trong 3 ngày cấm vào trong, Ngụy Yên Nhiên hạ lệnh. Nhân viên thí nghiệm có mặt tại đây liền sững sờ. Trợ lý tiến lên, mặt đầy bất ngờ, chủ tịch, cô làm gì vậy? Chỉ còn 3 ngày nữa là công bố sản phẩm đan dưỡng nhan rồi. Mọi người không cần tăng tốc nữa, căn bản không làm được đan dưỡng nhan đâu. Ngụy Yên Nhiên lắc đầu, tất cả đi ra ngoài. Dạ, mọi người không biết làm sao, chỉ đành lui ra ngoài. Ngụy Yên Nhiên cho người chuyển đống dược liệu vào phòng thí nghiệm. Sau đó ngắt toàn bộ camera trong phòng thí nghiệm mang đi. Đóng cửa lại. Bây giờ phòng thí nghiệm chỉ còn lại một mình Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh không khách khí, lấy ra số lượng lớn dược liệu từ trong bao mang theo. Đặt đỉnh thanh mộc trước mặt. Giọng Tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền tới, tên nhãi, cậu muốn bắt đầu luyện đan sao? Cậu chỉ có 3 ngày, e là cơ hội không lớn. Theo những người tôi đã từng ràng buộc, luyện chế một lò đan dược mới nhanh nhất cũng phải 7 ngày. Diệp Bắc Minh cười đầy tự tin, 3 ngày là đủ rồi. Anh lập tức sắp xếp lại tất cả dược liệu. Chuẩn bị luyện chế đan ngưng khí. Đơn thuốc đan ngưng khí và đỉnh thanh mộc là lấy được cùng lúc. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đã từng nghiên cứu qua, thứ đồ này thích hợp cho võ giả dùng. Vừa hay có thể khiến anh tiến vào cảnh giới võ vương. Đốt lửa. Đỡ đỉnh. Ném tất cả dược liệu đã chuẩn bị vào trong đỉnh thanh mộc. Chỉ thấy Diệp Bắc Minh vô cùng thành thục, làm mọi thứ đâu ra đấy. Anh ngồi xếp bằng. Lại khống chế sức lửa một cách thuần thục. Sau 2 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, trong đỉnh thanh mộc truyền đến mùi thuốc. Thành công rồi. Diệp Bắc Minh cười khẽ, mở nắp đỉnh thanh mộc. Một thứ bùn đỏ dính vào đáy đỉnh. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục có hơi giật mình, không thể nào. Thật sự thành công. Diệp Bắc Minh ra tay, nói nhảm. Nặn toàn bộ bùn đan bên trong đỉnh thanh mộc thành viên thuốc nhỏ. Một luồng khí tức mạnh mẽ truyền vào bên trong viên thuốc, giống như một loại năng lượng từ trường cỡ nhỏ. Tổng cộng 10 viên. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục bất ngờ, tên nhóc cậu đúng là yêu nghiệt. Trước kia cậu từng học qua luyện đan. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu, học qua rồi, nhưng loại đan ngưng khí dùng để đề thăng thực lực võ đạo này tôi lần đầu tiên luyện. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói, cậu quá biến thái rồi, chẳng lẽ là bản lĩnh trời sinh, hay đúng dịp? Bình thường người mới học luyện đan. Không thể nào thành công luyện được loại đan ngưng khí này. Dù là đan sư chuyên nghiệp, chí ít cũng phải thất bại hơn 100 lần mới có thể thành công một lần. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đan dược đắt giá. Thêm lò nữa. Diệp Bắc Minh không dừng lại. Tiếp tục đốt lửa. 2 tiếng sau lại thành công. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hoàn toàn kinh ngạc, không thể nào. Cậu thật sự là yêu nghiệt. Một lần thành công có thể là trùng hợp. Lần thứ 2 vẫn thành công thì quá biến thái rồi. Tiếp tục. Diệp Bắc Minh luyện chế lò luyện đan ngưng khí thứ 3. Vẫn thành công. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục im lặng hồi lâu mới nói, nhóc con, cậu rất nghịch thiên. Bây giờ tôi có chút mong đợi rồi đấy, nếu cậu tiến vào tầng thứ nhất Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, lấy được phương thuốc và công pháp bên trong, vậy thì sẽ xảy ra biến chất gì? Diệp Bắc Minh khẽ cười, vậy thì chờ tôi tiến vào cảnh giới võ vương, mở tầng thứ nhất ra xem. Anh không chút chậm trễ, lấy ra một viên đan ngưng khí, nuốt xuống. Trong đan điền trào dâng một luồng nội lực. Như dòng suối nhỏ, gia tăng sức mạnh và tốc độ. Diệp Bắc Minh lại nuốt nốt 9 viên đan ngưng khí. Nội lực bên trong đan điền cuồn cuộn như nước sông, tràn vào tứ chi bách hải của anh. Sắc mặt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, toàn thân nóng ran, trực tiếp cởi áo. Mồ hôi bốc lên, toàn thân được một lớp sương mù bao phủ. Thực lực võ đạo của anh từ võ linh trung cấp đột phá thành võ linh cao cấp. Lúc này dừng lại. Tiếp tục. Diệp Bắc Minh đỏ mắt, liều mạng giống như lúc tập võ ở núi Côn Luân. Chính vì tính cách liều mạng này,
anh mới ở núi Côn Luân có 5 năm đã học xong quay về. Tiếp theo một hơi nuốt trọn 20 viên đan ngưng khí. Cơ thể Diệp Bắc Minh giống như sắp nổ tung vậy. Xương cốt trong cơ thể cũng đùng đùng vang dội. Cuối cùng, Diệp Bắc Minh hét lớn, đánh ra một quyền. Ầm. Bức tường bê tông dày 50cm trong phòng thí nghiệm bị anh đánh vào, tạo thành một lỗ thủng đường kính 1m. Các thanh thép bên trong dày tới 5cm. Tháp càn khôn chấn ngục, hình như tôi thành công lên cảnh giới võ vương rồi, Diệp Bắc Minh cười nói. Tháp càn khôn chấn ngục chỉ có hai chữ, biến thái. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ nhúc nhích, bây giờ tôi có thể mở được tầng thứ nhất tháp càn khôn chấn ngục rồi chứ. Tháp càn khôn chấn ngục đáp, được, cậu đã tiến vào cảnh giới võ vương. Có tư cách mở tầng thứ nhất rồi. Bù! Diệp Bắc Minh cảm giác cảnh sắc trước mắt biến ảo, anh lại xuất hiện trong một không gian hỗn độn mơ hồ. Một bảo tháp toàn thân trắng như tuyết, phía trên điêu khắc rồng phượng xuất hiện trước mắt. Đến cửa lớn tầng 1, chìa tay ấn lên đó là có thể mở. Được. Diệp Bắc Minh sải bước đi đến cửa lớn tháp càn khôn chấn ngục. Chìa tay ấn lên cửa lớn. Một tiếng, ùng ùng, vang lên. Cửa tháp càn khôn chấn ngục mở ra. Tầng 1 tháp càn khôn chấn ngục cực lớn, ước chừng hơn 1.000 mét vuông. Ba bậc thang nhô ra, xuất hiện ngay trước mắt. Diệp Bắc Minh đến gần bậc đầu tiên, là một bộ quần áo mỏng như cánh ve. Nó gần như trong suốt, hiện lên màu vàng. Mỏng như tấm màn. Diệp Bắc Minh kỳ quái, thứ gì vậy, một bộ quần áo. Tháp càn khôn chấn ngục không vui nói, nhóc con, cậu đúng là không biết nhìn hàng. Đây là giáp kim ti tằm, là loại sợi tơ vàng đắt đỏ do thiên tằm nhả ra. Thứ đồ này lấy nhu thắng cương, nhìn không khác quần áo bình thường là bao. Nhưng mặc lên người có thể giải trừ 90% sức mạnh. Diệp Bắc Minh kinh hãi, lợi hại vậy sao? Mặc món đồ này trên người, võ vương đánh tôi một quyền, tôi cũng có thể chịu được. Gần như là vậy. Tháp càn khôn chấn ngục gật đầu. Diệp Bắc Minh không chút khách khí. Lập tức mặc giáp kim ti tằm vào. Một luồng cảm giác lạnh băng truyền tới. Gần như khiến người ta cảm nhận được sức nặng. Mặc vào người cũng không có vấn đề gì. Điểm thiếu sót duy nhất chính là chỉ có thể bảo vệ được thân người. Hai tay và hai chân không trong phạm vi bảo vệ. Nghĩ một chút cũng đúng thôi, nếu cả tay chân cũng có thể bảo vệ, há chẳng phải vô địch. Đi đến bậc thứ hai. Là một quyển sách. Sách da phủ vàng, không biết làm bằng vật liệu gì. Diệp Bắc Minh mở ra xem, bên trong có hơn 10.000 phương thuốc. Công hiệu của mỗi phương thuốc cũng khiến người ta khiếp sợ. Chữa bệnh, trị thương, đề thăng thực lực võ đạo, thẩm mỹ, cải lão hoàn đồng. Cái gì cần có đều có. Quả đúng là bách khoa toàn thư về phương thuốc. Những phương thuốc này là thật hay giả, Diệp Bắc Minh ngây người, dù là ở bên trong núi Côn Luân cũng không có nhiều phương thuốc như vậy. Nếu những thứ này là thật, vậy thì quá nghịch thiên. Tháp càn khôn chấn ngục nhàn nhạt trả lời, đương nhiên là thật, những thứ này đều là chủ nhân qua các triều đại tháp càn khôn chấn ngục trói buộc ghi chép. Nếu như phát hiện ra phương thuốc mới, cậu có thể ghi chép vào trong đó. Diệp Bắc Minh bất ngờ. Xem ra chủ nhân qua các triều đại của tháp càn khôn chấn ngục cũng rất mạnh. Không biết cuối cùng mình có thể đến được cảnh giới gì. Diệp Bắc Minh lật xem những phương thuốc này, cẩn thận nghiên cứu. Chỉ có một số ít dược liệu có thể tìm thấy ở địa cầu. Phần lớn những dược liệu khác anh chưa từng nghe nói qua. Xem ra đành về sau hãng nói. Đi đến bậc thứ ba. Lại là một món vũ khí. Một thanh kiếm. Hơn nữa, con mẹ nó là kiếm gãy. Mẹ kiếp. Diệp Bắc Minh không nhìn được chửi tục, tháp càn khôn chấn ngục, đây là xem thường tôi sao? Tặng binh khí thì cứ tặng, sao lại tặng một thanh kiếm gãy? Ông có ý gì? Một thanh kiếm bình thường dài chừng 3 thước. Thanh kiếm trước mắt này chỉ còn 2 thước. Chiều rộng 3 ngón tay. Dáng vẻ cổ xưa, giống con rồng gãy. Phần trước đã bị gãy, biến mất không có ở đây. Tháp càn khôn chấn ngục hừ lạnh, hừ, cậu đừng coi thường thanh kiếm này. Với thực lực hiện giờ của cậu, dùng nó đủ để giết được võ vương trong nháy mắt rồi. Mạnh vậy à? Diệp Bắc Minh kinh hãi, tôi vừa mới tiến vào cảnh giới võ vương, có thể dùng thanh kiếm này giết võ vương trong nháy mắt. Cậu thử chút là biết ngay. Tháp càn khôn chấn ngục cười thần bí. Diệp Bắc Minh tiến lên cầm thanh kiếm gãy này.
rất nặng, vô cùng nặng. Ít phải 150 cân. Một thanh kiếm dài 2 thước, vậy mà nặng 150 cân, quả thật khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Diệp Bắc Minh là võ vương, cầm thanh kiếm lên cũng không thành vấn đề. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói, cậu thử dùng nó chém một nhát đi. Diệp Bắc Minh hơi lo lắng, sẽ không làm Tháp Càn Khôn Trấn Ngục bị thương chứ. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giọng khinh thường, cậu thôi đi không, thế giới này có diệt vong cũng không ai có thể khiến Tháp Càn Khôn Trấn Ngục bị thương đâu. Được. Diệp Bắc Minh dứt khoát. Ngưng tụ nội kình, hội tụ về phía thanh kiếm gãy trong tay. Một kiếm chém ra. Một đường kiếm khí kinh khủng như biển gầm sông về phía trước. Ầm. Một tiếng vang lớn truyền đến. Kiếm khí rơi vào vách tường tầng một Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Đoàng. Một luồng kiếm khí khủng khiếp bị vách tường bắn ngược trở về. Xoẹt 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 xoẹt. Diệp Bắc Minh bị kiếm khí của mình đánh lui 7-8 bước, mặt đầy khiếp sợ. Kiếm tốt. Kiếm tốt, kiếm tốt, kiếm tốt. Đây là kết quả vách tường hấp thụ một phần sức mạnh. Nếu không bắn ngược lại, một kiếm này thật sự không phải một võ vương bình thường có thể gánh nổi. Kiếm này tên gì? Diệp Bắc Minh hỏi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục bình tĩnh nói, tên kiếm không quan trọng. Quan trọng chính là uy lực của nó. Cậu tự đặt một cái tên là được. Diệp Bắc Minh trầm ngâm chốc lát rồi nói, thanh kiếm này hình giống một con rồng, nhưng lại bị cắt đứt một đoạn. Chỉ bằng cứ gọi nó là kiếm đoạn long đi. Kiếm đoạn long, không tệ, tên hay, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục tỏ vẻ đồng ý. Diệp Bắc Minh lại thử kiếm đoạn long, ban đầu có hơi khó thích nghi. Qua nửa ngày đã vô cùng thuận tay. Anh có thể chém liên tiếp 3 kiếm trong 1 giây. Diệp Bắc Minh lại tò mò, đúng rồi, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Giọng Tháp Càn Khôn Trấn Ngọc truyền tới, sao hả? Cậu còn có câu hỏi gì? Tháp này qua nhiều đời chủ nhân, cao nhất có thể đạt đến tầng bao nhiêu? 68 tầng. 68 tầng, cao vậy sao? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục tổng cộng có bao nhiêu tầng? Không ai biết, bởi vì chưa ai đạt đến tầng cao nhất. Được rồi. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu. Xem ra lai lịch tòa tháp này thật sự rất thần bí. Đưa tôi quay về. Giây tiếp theo. Diệp Bắc Minh lại một lần nữa xuất hiện bên trong phòng thí nghiệm của công ty dược phẩm Thiên Hương. Trong tay cầm kiếm đoạn long. Diệp Bắc Minh có hơi khó xử, đây là xã hội hiện đại, tôi cầm một thanh kiếm gãy chạy khắp nơi, không được hay cho lắm nhỉ. Thu hồi là được. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục khẽ mỉm cười. Kiếm đoạn long trong nháy mắt biến mất. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, là sao vậy? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vốn có chức năng chữ vật, bất kỳ thứ gì của ký chủ cũng có thể chứa ở bên trong. Chỉ cần một ý niệm của cậu là được, không tin thì cậu thử đi. Vậy sao? Đôi mắt Diệp Bắc Minh sáng lên. Trong lòng anh thầm niệm kiếm đoạn long. Hư ảnh trong tay lấp lóe, ngưng thành vật thật. Kiếm đoạn long xuất hiện. Lợi hại thế sao? Diệp Bắc Minh rất kinh ngạc. Chức năng chữ vật không gian Tháp Càn Khôn Trấn Ngục thật nghịch thiên. Đừng kinh ngạc nữa, cậu không còn nhiều thời gian đâu. Cậu luyện đan, tăng cấp, luyện kiếm đã qua 2 ngày rưỡi. Cái gì? Diệp Bắc Minh vừa nhìn thời gian trên điện thoại. Vội vàng cất kiếm đoạn long đi. Bắt đầu luyện chế đan dưỡng nhan. Chỉ lúc sau, trong phòng thí nghiệm ngập tràn mùi thuốc. Cùng lúc đó, bên ngoài phòng thí nghiệm. Ngụy Yên Nhiên đã đợi 2 ngày rưỡi. Một đám nguyên lão trong phòng thí nghiệm sớm đã tái xanh mặt. Có người nóng tính nhảy lên chửi mắng. Một nguyên lão có thâm niên lâu năm chỉ vào mặt Ngụy Yên Nhiên. Ngụy Yên Nhiên, tôi là nguyên lão nghiên cứu cùng mẹ cô. Cô xem cô, bây giờ đang làm gì hả? Nghiên cứu xảy ra sai sót thì cũng thôi đi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta phải dự bán đan dưỡng sinh ra bên ngoài. Mà cho đến bây giờ, đến cái lông cũng chưa nhìn thấy. Cô còn cho người ngoài sử dụng phòng thí nghiệm, đầu óc cô đang nghĩ gì thế hả? Ngụy Yên Nhiên ngồi trên ghế, dựa lưng vào cửa phòng thí nghiệm. Không nói một lời. Từ hơn 2 ngày nay, trừ việc đi vệ sinh, thì cô ta đều túc trực ăn cơm uống nước tại đây. Cô ta cố chịu áp lực, chỉ là vì tin tưởng Diệp Bắc Minh. Lúc này, Ngụy Tử Khanh dẫn theo một đám cổ đông đi đến. Người phụ nữ đẫy đà này khoanh 2 tay trước ngực, cao ngạo hống hách, Ngụy Yên Nhiên, đúng 7 giờ sáng mai, buổi công bố sẽ bắt đầu. Cái gì, không phải 10 rưỡi sao, Ngụy Yên Nhiên cắn răng.
Ngụy Tử Khanh cười, chết đến nơi rồi, mà còn để ý ba tiếng này hả? Đây là ý của hội cổ đông. Vì 10 rưỡi sẽ là buổi họp nhận chức chủ tịch của tôi, hiểu không? Cô ta hoàn toàn không che giấu bộ mặt thật. Sắc mặt Ngụy Yên Nhiên khó coi, Ngụy Tử Khanh, chị vẫn chưa thắng đâu. Ha ha ha. Ngụy Tử Khanh cười chế nhạo, vậy cô chứ chờ đi, bây giờ còn 10 tiếng nữa là đến 7 rưỡi sáng mai. Tôi về ngủ cho đẹp ra dây. Cô cứ đợi Diệp Bắc Minh đó cho cô bất ngờ đi. Ha ha ha. Ngụy Tử Khanh huênh hoang bỏ đi. Hừ, cô đúng là hết thuốc chữa rồi. Bên ngoài nói cô là hổ mẹ chó con, không phải nói đùa. Chẳng có chút tác dụng nào, phế vật. Một số nguyên lão của phòng thí nghiệm nổi giận phất tay áo bỏ đi. Chỉ còn lại một mình Ngụy Yên Nhiên, ngẩn người ngồi trước cửa phòng thí nghiệm. Diệp Bắc Minh, anh tuyệt đối đừng khiến tôi thất vọng. 6 giờ sáng, Ngụy Yên Nhiên giật mình tỉnh dậy từ trong mơ. Cô ta quay đầu nhìn cánh cửa phòng thí nghiệm một cái, vẫn đóng chặt. Không có dấu hiệu mở cửa. Ngụy Yên Nhiên cười khổ một tiếng, thất bại rồi sao? Thư ký Tiền vội chạy đến, chủ tịch, hôm nay là ngày bán ra đan dưỡng nhan, tất cả phóng viên đều đến rồi. Bây giờ đang chặn ở trước cửa công ty. Chủ tịch, cô mau đi tắm rửa, sau đó đi gặp phóng viên đi. Ngụy Yên Nhiên chậm rãi đứng lên, thở ra một hơi nặng nề. Cái gì phải đến thì sẽ đến. Tôi đi tắm rửa, đúng 7 giờ bắt đầu họp bán. Nói xong, rồi nhìn cửa phòng thí nghiệm lần cuối cùng. Thở dài một tiếng, hơi chua xót rời đi. Sau khi tắm rửa xong, Ngụy Yên Nhiên xuất hiện ở hội trường dự bán với nét mặt hồng hào rạng rỡ. Trong đại sảnh của công ty dược phẩm Thiên Hương sớm đã chật kín người. Rất nhiều phóng viên đã đến đây từ 5 giờ sáng. Nhìn thấy Ngụy Yên Nhiên xuất hiện, tất cả phóng viên đều ào lên. Tổng giám đốc Ngụy, đan dưỡng nhan mà công ty dược phẩm Thiên Hương quảng cáo 3 ngày trước có phải thật không? Chủ tịch Ngụy, tôi là biên tập viên của đài truyền hình phát trực tiếp, 3 ngày trước, đan dưỡng nhan mà cô công bố đã dẫn đến làn sóng lớn trên mạng, xin hỏi đan dưỡng nhan hôm nay dự bán thực sự có công hiệu như vậy không? Tổng giám đốc Ngụy, phụ nữ thực sự có thể từ 40-50 tuổi trẻ lại như 20 tuổi không? Kiểu tuyên truyền này có phải là chiêu trò quảng cáo không? Có phải là quảng cáo giả không? Cả hội trường bùng nổ. Mấy trăm phóng viên đều đến đây. Còn có rất nhiều blogger làm đẹp. Thậm chí còn có người phát trực tiếp ngay tại hội trường. Ngụy Yên Nhiên đứng trên sân khấu, cố hết sức giữ bình tĩnh, mỉm cười nói, các vị, mọi người đừng vội, tôi sẽ từ từ giới thiệu đan dưỡng nhan cho mọi người. Từ từ giới thiệu. Tổng giám đốc Ngụy, chúng tôi đã đợi 3 ngày rồi. Một số phóng viên cười lạnh lùng. Ngụy Tử Khanh nháy mắt. Một nữ phóng viên tiến lên trước, cất giọng ép người, tổng giám đốc Ngụy, đan dưỡng nhan đâu? Nếu đã là buổi họp dự bán, thì phải mang đan dưỡng nhan ra ngay từ đầu để mọi người xem công hiệu chứ phải không? Triệu Lâm, phóng viên tạp chí làm đẹp. Có địa vị rất cao trong giới thời thượng. Việc này, Ngụy Yên Nhiên hơi khó xử. Triệu Lâm thấy vậy, thừa thắng xông lên, tổng giám đốc Ngụy, chắc không phải cô không có đan dưỡng nhan chứ? Lời vừa được nói ra, lập tức giấy lên ngàn tầng sóng. Cái gì? Không có đan dưỡng nhan. Thế chẳng phải quảng cáo láo sao? Công ty dược phẩm Thiên Hương quảng cáo giả. Doanh nghiệp lớn như vậy, giá thị trường mấy chục tỷ, lại đi quảng cáo giả. Cả hội trường sôi sục. Ngụy Yên Nhiên vẫn cười nói, công ty dược phẩm Thiên Hương chúng tôi đương nhiên có đan dưỡng nhan, đang chuẩn bị ra mắt với mọi người. Cô ta cũng không biết mình có thể trụ được bao lâu. Triệu Lâm không định bỏ qua cho Ngụy Yên Nhiên, đã như vậy thì tổng giám Ngụy lấy ra đi. Chỉ cần cô lấy ra đan dưỡng nhan, tin đồn sẽ không cánh mà bay. Bây giờ, cô đang luyên thuyên cả nửa ngày, không lấy đan dưỡng nhan ra, rất khó để người khác tin. Cô ta tiến lên một nước, trèo lên cả sân khấu. Triệu Lâm nhìn xung quanh, lớn tiếng hét nói, mọi người nói xem có phải không. Đúng thế, đúng thế. Ngụy Yên Nhiên mau lấy đan dưỡng nhan ra đi. Mọi người đều đến vì đan dưỡng nhan, rốt cuộc là cô có không hả? Một mình Triệu Lâm khuấy động bầu không khí ở hội trường. Lúc này, Ngụy Tử Khanh lên tiếng, ném ra cọng cỏ cuối cùng đè chết Ngụy Yên Nhiên. Ngụy Yên Nhiên, chủ tịch Ngụy mau lấy đan dưỡng nhan ra đi,
để mọi người xem sản phẩm của công ty dược phẩm Thiên Hương chúng ta đi. Ngụy Tử Khanh lớn tiếng hô nói. Triệu Lâm cười gọi lớn, Tổng Giám Đốc Ngụy, chắc không phải cô không có đan dưỡng nhan đấy chứ. Cô ta đã thể hiện rõ ý đồ xấu. Ngụy Yên Nhiên sầm mặt, chúng tôi có. Chỉ là vẫn chưa chế tạo ra. Lời vừa được nói ra. Toàn hội trường tĩnh lặng như cái chết. Triệu Lâm cười, chưa chế tạo ra, thì là không có mà. Tổng Giám Đốc Ngụy, thì ra cô đang nói dối, lừa gạt mọi người. Tách tách tách, máy ảnh lóe lên. Chụp hàng loạt bức ảnh. Ngụy Tử Khanh nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Một tiếng sau, trên mặt báo sẽ có tít lớn. Chủ tịch Ngụy Yên Nhiên của công ty dược phẩm Thiên Hương tuyên truyền giả về đan dưỡng nhan. Qua một tiếng nữa, tin tức Ngụy Tử Khanh ngồi lên vị trí chủ tịch công ty dược Thiên Hương sẽ được lên mặt báo. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện đi lên sân khấu. Ban đầu không ai chú ý đến. Cùng với bóng người đó đi lên. Càng lúc càng nhiều người nhìn qua. Là anh ta. Ngụy Tử Khanh nhớn mày, có dự cảm không tốt. Ngụy Yên Nhiên cũng cảm thấy không đúng, vì ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía sau lưng cô ta. Ngụy Yên Nhiên bỗng quay đầu lại. Chỉ thấy Diệp Bắc Minh đứng phía sau cô, nở nụ cười, tôi không đến muộn chứ. Ngụy Yên Nhiên kích động. Đôi mắt đỏ bừng. Nước mắt trào ra, nhào vào lòng Diệp Bắc Minh, cuối cùng anh cũng đến rồi, không muộn. Không muộn chút nào. Được. Diệp Bắc Minh khẽ cười một tiếng. Vỗ lên vai cô ta, sau đây để tôi giới thiệu đi. Được. Ngụy Yên Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, có cảm giác an toàn chưa từng có. Diệp Bắc Minh lạnh lùng lướt nhìn Triệu Lâm một cái, quát nói cút xuống. Anh nói cái gì? Triệu Lâm liền dựng lông, anh biết tôi là ai không hả? Tôi là... Cô ta còn chưa nói hết. Diệp Bắc Minh giơ chân đạp thẳng lên bụng của Triệu Lâm. Cô ta lăn xuống sân khấu như chó chết. Anh dám đánh tôi, công ty dược phẩm Thiên Hương các người xong rồi, Triệu Lâm phát điên bò dậy, gào thét về phía Diệp Bắc Minh và Ngụy Yên Nhiên, hôm nay, nếu các người không lấy ra đan dưỡng nhan. Hoặc là đan dưỡng nhan không có hiệu quả, thì tôi sẽ bóc phốt các người trên tạp chí thời thượng. Diệp Bắc Minh cũng chẳng có ý muốn nhìn cô ta thêm một cái. Trực tiếp lên tiếng, đan dưỡng nhan ở chỗ tôi lười giới thiệu. Một người bất kỳ lên đây, miễn phí dùng thử một viên đan dưỡng nhan. Chỉ cần khiến mọi người nhìn thấy hiệu quả của đan dưỡng nhan. Đều có tác dụng hơn giới thiệu gì đó. Giới thiệu cái gì chứ? Mọi người lập tức yên tĩnh. Tỏ vẻ hiếu kỳ, chẳng lẽ đan dưỡng nhan thực sự có hiệu quả như quảng cáo sao? Triệu Lâm cười lạnh lùng một tiếng, nháy mắt. Lập tức một người phụ nữ khoảng 40 năm tuổi đi ra, để tôi, chẳng phải đan dưỡng nhan của các người có thể khiến người ta trở lại dung mạo tuổi 20 sao? Để tôi thử. Được, mời lên sân khấu, Diệp Bắc Minh thản nhiên nói. Người phụ nữ đi lên sân khấu. Diệp Bắc Minh bảo người bê một chiếc ghế lên cho cô ta ngồi. Sau đó, lấy ra một viên đan dưỡng nhan cho người phụ nữ uống. Sau khi uống xong, dùng một chiếc khăn trắng chùm lên mặt người phụ nữ đó. Anh đang làm gì thế? Người phụ nữ uống đan dưỡng nhan cau mày. Diệp Bắc Minh nói, để mọi người thấy rõ hiệu quả. Được, tôi cũng muốn xem có hiệu quả gì. Người phụ nữ hừ lạnh lùng một tiếng, vốn không tin. Cô ta và Triệu Lâm đến đây là để vạch trần chuyện lừa gạt đan dưỡng nhan. Diệp Bắc Minh bình tĩnh, đợi 30 phút là được. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm người phụ nữ trên sân khấu. Rốt cuộc có hiệu quả không? 30 phút, sẽ khiến con người trở lại dung mạo tuổi 20, dù thế nào cũng không thể. Đúng thế, nếu thành công thì chẳng phải là nghịch thiên à. Mọi người dưới sân khấu thì thầm bàn tán. Diệp Bắc Minh đứng chắp tay sau lưng, nhắm mắt dưỡng thần. Hai tay Ngụy Yên Nhiên đan chặt với nhau, căng thẳng chờ đợi. Rốt cuộc đan dưỡng nhan có hiệu quả không, liên quan đến tương lai của cô ta. Ngụy Tử Khanh cũng căng thẳng, lo lắng xảy ra sự cố, quan sát kỹ từng chút tất cả mọi việc. 30 phút trôi qua. Diệp Bắc Minh cho người vén khăn trắng trên mặt người phụ nữ đó. A! Mọi người dưới sân khấu kinh ngạc, vẻ mặt kinh hoàng. Suýt suýt suýt. Tất cả mọi người đều kinh sợ lùi lại phía sau như gặp ma. Sao thế?
Người phụ nữ đã uống đan dưỡng nhan tỏ vẻ mặt nghi hoặc, mặt tôi có vấn đề à? Cô ta vội lấy gương trang điểm luôn mang theo mình ra soi. Khuôn mặt đen xì, trông vô cùng bẩn thỉu, giống như bị hủy dung vậy. À, mặt của tôi. Người phụ nữ kinh hãi hét lớn, giọng run run. Ngụy Yên Nhiên kinh hãi kêu một tiếng, sao lại thế này? Trái tim căng thẳng của Ngụy Tử Khanh lập tức giãn ra, đan dưỡng nhan. Tôi thấy là đan hủy dung thì đúng hơn. Tách tách tách, đèn máy ảnh liên tục vụt lóe. Hủy dung rồi. Mặt của cô ta nát rồi, hủy dung thật rồi. Trời ơi, đan dưỡng nhan của công ty dược phẩm Thiên Hương thực chất là đan hủy dung. Tiếng kêu kinh hãi liên tiếp vang lên. Tất cả mọi người đều hoảng sợ. Sao lại như vậy? Ngụy Yên Nhiên ngẩn người. Diệp Bắc Minh vẫn bình tĩnh, một người lên rửa sạch mặt giúp cô ta. Vâng. Nữ thư ký của Ngụy Yên Nhiên tiến lên, sợ hãi rửa sạch mặt cho cô ta. Khuôn mặt của người phụ nữ sau khi được rửa sạch, lập tức thay đổi hoàn toàn. Những thứ đen xì trên mặt cô ta chỉ là một lớp bẩn. Sau khi rửa sạch, làn da nõn nà giống như em bé. Toàn hội trường tĩnh lặng. Việc này, làm sao có thể? Trẻ hóa rồi, cô ta thực sự trẻ lại rồi ư? Trời ơi, đan dưỡng nhan, thần kỳ quá. Phía dưới sân khấu sôi sục. Những người vừa nãy còn chê bai đan dưỡng nhan lập tức khen ngợi. Ngụy Yên Nhiên kích động toàn thân run lên, trẻ lại thật rồi. Đan dưỡng nhan có tác dụng, thực sự có tác dụng. Hiệu quả này thần kỳ quá. Ở một bên khác, Ngụy Tử Khanh suýt một cái, đứng bật dậy khỏi ghế. Toàn thân chấn động. Đồng tử của cô ta co lại. Miệng hét lớn, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Là giả, hiệu quả là giả. Rất nhiều người nhìn qua, tỏ vẻ mặt ngạc nhiên. Ngụy Tử Khanh biết mình lỡ lời, vội vàng im miệng. Khó chịu giống như bôi son quá đỏ. Tổng giám đốc Ngụy, lúc nào thì đan dưỡng nhan được bán chính thức? Tổng giám đốc Ngụy, tôi muốn ở thành đại lý của đan dưỡng nhan. Tổng giám đốc Ngụy, bao nhiêu tiền một viên đan dưỡng nhan? Dù bao nhiêu tiền tôi cũng mua. Toàn hội trường sôi sục. Diệp Bắc Minh để lại đan dưỡng nhan, rồi rời đi không dấu vết. Tổng giám đốc Ngụy, tôi hy vọng được trở thành người sử dụng đan dưỡng nhan đầu tiên, Triệu Lâm kích động nói. Ngụy Yên Nhiên chẳng thèm để ý người này. Tìm kiếm Diệp Bắc Minh khắp nơi. Nhưng đợi khi Ngụy Yên Nhiên phản ứng lại, Diệp Bắc Minh đã biến mất từ lâu. 15 phút sau, Diệp Bắc Minh xuất hiện trong xe của Tô Mạc Già. Chiếc xe di chuyển về phía thành phố Trung Hải. Hôm nay, anh định đi khiêu chiến quân kiếm phong. Khoảnh khắc Tô Mạc Già nhìn thấy Diệp Bắc Minh, trái tim thót lại, tiểu sư bá, mới 3 ngày không gặp, sao tôi cảm thấy khí thế của người anh đều thay đổi nhỉ? Vậy sao, thay đổi chỗ nào, Diệp Bắc Minh nói. Tô Mạc Già ngắm Diệp Bắc Minh một lượt. Lúc thì cau mày, lúc thì trầm tư, lúc thì nghi hoặc, lúc thì ra vẻ bừng tỉnh. Cuối cùng cô ta lắc đầu nói, không biết thay đổi chỗ nào, nhưng có một cảm giác. 3 ngày trước, tôi cảm thấy anh là một con mãnh hổ. 3 ngày sau, tôi cảm thấy anh là một con rồng thật. Đương nhiên cô ta không biết, trong 3 ngày ngắn ngủi. Diệp Bắc Minh đã từ võ linh tiến vào cảnh giới võ vương. Nếu biết, chắc chắn sẽ chấn hãi đến chết. Diệp Bắc Minh khẽ cười, cô bị ảo giác rồi. Có lẽ vậy. Tô Mạc Già gật đầu. Cô ta càng nhìn Diệp Bắc Minh lại càng kinh hãi. Một lát sau, Tô Mạc Già đổi giọng, tiểu sư bá, anh muốn đến chỗ hẹn thật à? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Diệp Bắc Minh khẽ cười, làm sao? Tô Mạc Già đầy vẻ nghiêm trọng, không nhịn được nhắc nhở nói, thực lực của quân kiếm phong thực sự rất đáng sợ. Quân kiếm phong tuyên truyền rất giỏi, sẽ có rất nhiều võ giả đến xem trận chiến của hai người. Tâm tư quân kiếm phong rất kín kẽ, ông ta làm như vậy là vì để người trong giới võ đạo thấy quân kiếm phong ông ta có chiến lực vô địch. Bây giờ chỉ có 2 tình huống. Tình huống thứ nhất, anh đến đó, bị quân kiếm phong giết, tương đương với việc dùng tính mạng của mình tăng thêm sự uy nghiêm cho quân kiếm phong. Được không bằng mất. Tình huống thứ hai, nếu anh không đi, thực ra cũng không hề gì. Dù sao, quân kiếm phong thành danh mấy chục năm, được gọi là người đứng đầu trong giới võ đạo Trung Hải. Dù sao tiểu sư bá vẫn còn trẻ, mới 23 tuổi, sẽ không ai nói gì.
tôi có thể xử lý tất cả mọi việc tiếp theo cho tiểu sư bá, giảm bớt sức ảnh hưởng và dư luận của chuyện này xuống mức thấp nhất. Diệp Bắc Minh nhìn Tô Mạc Già. Trong lòng ấm áp, cô cháu này rất biết suy nghĩ cho mình. Diệp Bắc Minh mỉm cười, nếu là tình huống thứ ba thì sao? Còn có tình huống thứ ba ư? Tô Mạc Già ngập ngừng. Chẳng lẽ muốn đến đó đầu hàng chăng? Diệp Bắc Minh nói lời kinh người, tình huống thứ ba. Tôi đến đài võ đạo, trực tiếp giết Quân Kiếm Phong. Cái gì, không thể nào. Tô Mạc Già ngẩn người. Núi Bàn Long. Không những là núi cao nhất Trung Hải, được mệnh danh là đỉnh của Trung Hải. Còn là tổng bộ của Hiệp hội Võ đạo Trung Hải. Ở nơi này, có đài võ đạo lớn nhất cả khu vực Đông Bắc Long Quốc. Mấy trăm năm nay, trên đài võ đạo này, tổng cộng diễn ra 1978 trận chiến đấu. Mỗi một cuộc chiến đều là võ giả trên tông sư. Hơn nữa, mỗi trận chiến, không chỉ phân định thắng thua, mà còn quyết định sống chết. Cũng có nghĩa là, tổng cộng có gần 2.000 võ giả tông sư chết trên đài võ đạo này. Mỗi một tấc của đài võ đạo này đều dính máu tươi của tông sư. Đài võ đạo vốn được xây dựng từ ngọc trắng, cũng vì thấm đẫm máu của tông sư, mà trở thành màu xám đen, vô cùng uy nghiêm. Dưới đài võ đạo là cả một biển người. Vô cùng náo nhiệt. Gần như tất cả nhân vật có máu mặt nổi tiếng trong giới võ đạo gần Trung Hải đều đến đây. Một vài phú hào hàng đầu cũng đến đây mở hội đặt cược. Nếu Diệp Bắc Minh có mặt ở đây, chắc chắn sẽ phát hiện rất nhiều gương mặt quen thuộc. Ngay cả Lâm Thương Hải, hội trưởng của Hiệp hội Võ đạo Giang Nam cũng ngồi trong đám đông, sắc mặt ngưng trọng. Lần trước, Hiệp hội Võ đạo Giang Nam phát ra thư khiêu chiến, bị Diệp Bắc Minh bỏ qua, không ứng chiến. Hội trưởng, Diệp Bắc Minh đó sẽ thua chứ? Có người hỏi. Đôi mắt Lâm Thương Hải nghiêm trọng, liên tục nhìn về phía lối vào đài võ đạo. Diệp Bắc Minh liệu có đến thật không? Mệnh lệnh của cô gái đó, anh ta sẽ hoàn thành chứ? Nếu hôm nay Diệp Bắc Minh chết thì phải làm thế nào? Hồi lâu sau, Lâm Thương Hải mới nói, cứ đợi xem đi. Chiba Sadako cũng ở trong đám đông, cô ta không dám tin. Diệp Bắc Minh lại đồng ý với lời khiêu chiến của Quân Kiếm Phong. Chủ nhân, rốt cuộc anh có ý gì vậy? Sao lại dám chấp nhận lời khiêu chiến của Quân Kiếm Phong, trong lòng Chiba Sadako vô cùng chấn hãi. Lý Gia Hinh đến từ Hương Đảo ngồi dưới võ đài. Phía sau có người cầm ô che nắng cho cô ta. Lý Gia Hinh trang điểm rất tinh tế. Đeo kính râm. Nhìn về hướng võ đài. Ông lão phía sau cung kính hỏi, cô chủ, sao cô cũng có hứng thú với cuộc so tài giữa võ giả thế? Tôi không có hứng với võ giả, nhưng tôi có hứng thú với Diệp Bắc Minh. Khóe miệng Lý Gia Hinh cong lên. Ông lão thấy kỳ lạ, cô chủ, một tên nhóc trong nước, có lẽ cũng có chút thực lực. Với thân phận của cô, không cần quan tâm như vậy chứ. Lý Gia Hinh lắc đầu, ông không hiểu đâu. Ở một bên khác, ông cụ Hàn Kim Long nhà họ Hàn của Trung Hải bị một đám người vây ở giữa. Lúc này, Hàn Kim Long tỏ sắc mặt nghiêm trọng, nếu chốc nữa Diệp Bắc Minh đến, không đánh lại được Quân Kiếm Phong, các người không tiếc mọi giá. Cho dù vi phạm quy định của giới võ đạo, cũng phải cứu Diệp Bắc Minh. Tất cả nghe theo ông Hàn giao phó. Một đám cao thủ võ đạo phía sau Hàn Kim Long gật đầu. Họ đều là cao thủ các nước mà Hàn Kim Long đã bỏ ra nguồn lực và số tiền lớn để mời đến. Hàn Nguyệt lo lắng nói, ông nội, nếu Quân Kiếm Phong muốn giết thần y Diệp, chúng ta có thể cứu được anh ta không? Cứ thử đi, nếu không được, cũng chỉ trách số mạng cậu ta như vậy. Hàn Kim Long thở dài một tiếng. Thượng tướng 4 sao Bruce Rudolph của Hùng Quốc ngồi trên khán đài cao phía xa. Nét mặt nghiêm trọng. Diệp Bắc Minh này, hôm nay sẽ chết chứ? Bruce Rudolph lẩm bẩm một mình. Vương Trường An đứng lẫn trong đám phú hào của Trung Hải, kích động đến toàn thân run run, cậu Diệp cũng thật lợi hại, lại dám khiêu chiến Quân Kiếm Phong. Lý Khắc Hùng nghiêm trọng nói, tôi cảm thấy hôm nay, cậu Diệp có thể sẽ chết. Cậu Diệp vô địch, hay là chúng ta đánh cược đi, Vương Trường An nói. Trong lòng ông ta có lòng tin kỳ lạ với Diệp Bắc Minh. Người mà quốc chủ cũng ủng hộ, có thể chết uổng sao? Lý Khắc Hùng nhả ra hai chữ, 1 tỷ. Vương Trường An gật đầu, được. Ba người Dư Thiên Long, Đường Văn Quân, Dương Huyên Hách mặc thường phục ngồi trong đám đông. Chú Dư, Diệp Bắc Minh,
sao anh ta dám chấp nhận lời khiêu chiến của hội trưởng? Đường Văn Quân cảm thấy như mình đang nằm mơ. Ba ngày trước, khi cô ta nghe được thông tin này, đã rất kinh ngạc. Dư Thiên Long lắc đầu, Diệp Bắc Minh này khiến người ta không nhìn thấu. Dương Huyên Hách tỏ vẻ mặt ghen ghét, nếu hôm nay anh ta dám đến, chắc chắn sẽ chết. Chết chắc? Chưa chắc đâu. Không biết tại sao trong lòng Đường Văn Quân có một cảm giác kỳ lạ. Quân Kiếm Phong đã lên đài võ đạo từ lâu, chắp hai tay sau lưng, đứng dưới ánh mặt trời, chờ đợi Diệp Bắc Minh đến. Sức nóng gần 40. Quân Kiếm Phong lại không hề nóng, khóe miệng nhếch nụ cười lạnh lùng. Đám người nhà họ Quân, đôi mắt đầy máu, nở nụ cười tàn nhẫn. Diệp Bắc Minh, hôm nay phải chết. Đúng 12 giờ. Quân Kiếm Phong dường như đã liệu được tất cả từ lâu, khóe miệng nhếch lên nụ cười, Diệp Bắc Minh, cuối cùng mày cũng không dám đến. Ha ha ha, Diệp Bắc Minh, mày nghe đây, bắt đầu từ nay, ở Trung Hai, mày gặp nhà họ Quân, thì tự cúi đầu đi cho tao. Lúc này, Tô Mạc Giả ung dung lái xe, dừng bên ngoài lối vào đài võ đạo. Đợi tôi 3 phút, tôi giết Quân Kiếm Phong rồi xuống núi. Diệp Bắc Minh ném lại một câu rồi đẩy mở cửa xuống xe. Anh đi vào hội trường võ đài, ai nói tôi không dám đến. Ông nội, anh ta đến rồi. Hàn Nguyệt kích động đứng lên, nắm chặt cánh tay của Hàn Kim Long. Hàn Kim Long cũng tỏ vẻ mặt chấn kinh, không ngờ Diệp Bắc Minh dám đến thật, chấp nhận lời khiêu chiến của Quân Kiếm Phong. Chủ nhân, Chiba Sadako kinh hãi. Nếu Diệp Bắc Minh chết, thì quỷ môn thập tam châm trong cơ thể cô ta phải hóa giải thế nào? Há chẳng phải cô ta cũng chết chắc rồi sao? Sắc mặt Lâm Thương Hải nghiêm trọng, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh đi đến. Lý Gia Hinh tỏ vẻ ngạc nhiên, anh ta dám đến thật, to gan thật đấy. Hy vọng tôi không chọn nhầm người. Khuôn mặt già của Bruce Rudolph sầm xuống, không nói một lời. Vương Trường An sầm mặt, nhìn Diệp Bắc Minh đi đến. Lý Khắc Hùng cười nói, Tổng Giám Đốc Vương, lần này ông thua tôi 1 tỷ rồi. Ha, 1 tỷ này vẫn là ông thua, Vương Trường An tỏ vẻ tự tin. Lý Khắc Hùng lắc đầu, không thể nào, cho dù Diệp Bắc Minh có mạnh đi nữa cũng chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của Quân Kiếm Phong. Anh ta đến thật ư, Đường Văn Quân ngẩn người. Dương Huyên Hách cười lạnh lùng, nhả ra 4 chữ, ra vẻ, muốn chết. Dư Thiên Long tỏ vẻ bất ngờ, ông ta không nghĩ ra lý do để Diệp Bắc Minh đến đài võ đạo. Nơi này là đài võ đạo đó. Chỉ cần Diệp Bắc Minh lên đài võ đạo, chết trận trên đài võ đạo, cho dù là quan chức Long Quốc, cũng không thể làm gì Quân Kiếm Phong. Quan chức vốn không quản lý giới võ đạo. Vì để có tiêu chuẩn võ giả, nên mới có đài võ đạo này. Trên đài võ đạo, vừa phân thắng thua, vừa quyết định sống chết. Đó là quy tắc. Bất kỳ ai cũng không thể vi phạm quy tắc này. Diệp Bắc Minh, đúng là Diệp Bắc Minh. Thanh niên này chính là Diệp Bắc Minh. Chính tên nhóc này đã gây mưa gây gió ở cả Giang Nam. Nghe nói anh ta chỉ 23 tuổi. Rất nhiều võ giả và phú hào chưa từng gặp Diệp Bắc Minh đều tỏ vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Toàn hội trường sôi sục. Rất nhiều người đều là lần đầu gặp Diệp Bắc Minh. Trẻ. Quá trẻ. Trẻ đến mức khiến người ta chấn hãi. Quân Kiếm Phong nghiêm mặt lại, lạnh giọng nói, Diệp Bắc Minh, mày dám đến thật ư? Diệp Bắc Minh, mày đã giết 2 hậu duệ nhà họ Quân, còn không chịu chết đi. Diệp Bắc Minh, mày đã đến, có dám lên đài võ đạo không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 7.